Chào mừng các anh chị đến với lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm trong 21 buổi của chúng ta. Em xin phép ghi cái từ lộ trình, cái câu lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm. Lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm. Do đây là một lộ trình nên chúng ta diễn ra trong 21 buổi. Lộ trình này diễn ra trong 21 buổi. Mỗi buổi tối từ 7 giờ toàn có mặt ở đây đến khoảng 10 giờ là chúng ta kết thúc. Có những giây phút thì chúng ta sẽ giao lưu thêm, có thể thời gian nó sẽ giao lưu thêm nữa. Là một lộ trình nên ngày thứ nhất nó sẽ liên quan tới ngày thứ hai. Ngày thứ hai thì nó sẽ cứ như vậy kết nối tới khi hoàn thiện cái lộ trình. Ai mà tham dự xuyên suốt được một lộ trình này thì toàn chúc mừng cả nhà chúng ta, chúc mừng các anh chị, vì chúng ta nhúng mình vào một lộ trình nâng tầm nhận thức của nội tâm. Lộ trình này được thiết kế dựa trên nền tảng cái đồ hình này nè cả nhà. Nó dựa trên nền tảng cái đồ hình này. Các anh chị giúp toàn, các anh chị vẽ một người này, cái sau đó chúng ta giúp toàn vẽ bao quanh xung quanh. Giống như là chúng ta hình dung có một cái kén bao quanh xung quanh một người này. Cái kén này không phải chỉ có một cái mà có nhiều cái bao quanh. Cái hình tượng của nó là chúng ta vẽ 6 cái bao quanh như vậy, giống như này là hai rồi. Chúng ta vẽ thêm 3. Lý do tại sao 6 chúng ta sẽ chút xíu chúng ta sẽ nói sao. 4. Dạ. 5. Sáu. Đây. Bất kỳ ai trong số chúng ta thì được bao quanh xung quanh mình một cái kén. Chúng ta có thể dùng một cái ngôn ngữ nó đơn giản hơn, nó là đó là những cái rào cản nó bao quanh chúng ta. Ngôn ngữ của nội tâm chút xíu thì đó là những hạn chế tự nhận thức, là những cái hạn chế tự nhận thức, là những hạn chế tự nhận thức. Nếu mà chúng ta dùng ngôn ngữ của nội tâm thì chúng ta được gọi là những hạn chế tự nhận thức. Thì bất kỳ ai cũng có những cái hạn chế tự nhận thức của bản thân mình. Nhiệm vụ của chương trình đó là một lộ trình nâng tầm nhận thức mà. Nên nhiệm vụ của chương trình là xóa cái rào cản, cái hạn chế tự nhận thức này để mang đến được cái sự chuyển hóa cho các anh chị. Mang đến cái sự chuyển hóa. Biết đâu kết thúc chương trình này có thể chúng ta lớn hơn, có thể chúng ta to lên. Các anh chị có thể to lên, chân tay to lên nè. Còn chừng một vốn nó to lên à. Kết thúc chương trình này coi chừng chúng ta lớn lên, lớn hơn so với chúng ta ngày hôm nay. Nếu chúng ta gỡ được những cái rào cản nhận thức này
thì chúng ta sẽ có một sự chuyển hóa. Và thông thường á, các hạn chế tự nhận thức này hay là những cái rào cản này, những cái kén bao quanh con người của chúng ta thì phải do chúng ta trải qua khó khăn nè, trải qua đau khổ. Nếu sự đau khổ đơn thuần thôi, không mang đến sự thay đổi cho chúng ta, thì có thể những đau khổ lớn hơn nó sẽ đến làm cho chúng ta phải thay đổi. Nếu sự đau khổ lớn hơn mà không mang lại cho sự thay đổi của chúng ta nữa, thì có thể những đau khổ khủng khiếp đến để có thể kích hoạt cho chúng ta, giúp cho chúng ta thay đổi. Nhưng mà sự đau khổ khủng khiếp đến mà không giúp chúng ta thay đổi được, thì có thể những mất mát đến để làm cho con người chúng ta thay đổi. Thì thông thường trong xã hội thì chúng ta đợi những đau khổ, những khó khăn, những đau khổ và những mất mát thì mới làm cho chúng ta bước ra khỏi cái kén của mình, bước ra khỏi những cái vùng thoải mái của mình. Vậy thì thiết kế của một lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm á, thì chúng ta thiết kế để làm gì? Để kỳ vọng là cái người bên trong này nè không cần phải trải qua những khó khăn đau khổ, mình đã trải qua đủ rồi cả nhà, để bứt phá từ bên trong này ra, vượt khỏi cái kén này, thì nó được gọi là sự chuyển hóa. Chuyển hóa ở đây thì toàn dùng ngôn ngữ chuyển hóa là chuyển hóa theo chiều hướng tích cực. Dùng chuyển hóa có nghĩa là nó theo chiều hướng tích cực, theo chiều hướng tốt đẹp. Thì sau đó chúng ta vượt thoát thành một người mới và lớn hơn so với ngày người chúng ta ngày hôm trước. Cứ mỗi ngày trôi qua trong lộ trình, chúng ta sẽ dần xóa dần đi các hạn chế tự nhận thức này. Những hạn chế tự nhận thức này có tên gọi cả nhà, đó là thứ nhất nè, đó là tầm thượng hóa bản thân. Tầm thượng hóa bản thân. Tầm thượng hóa bản thân. Ý nghĩa ở đây có nghĩa là tự bản thân chúng ta lập trình chúng ta là một con người bình thường, có thể là đến mức tầm thường. Có thể chúng ta nói chúng ta không thể làm này, không thể làm kia. Thì đây là một trong những hạn chế tự nhận thức làm cho con người chúng ta không vượt thoát được chính bản thân của chúng ta, không lớn lên được các cả nhà. Có thể ai đó sẽ mắc vào cái hạn chế tự nhận thức, đó là sợ thất bại. Thất bại. Đâu đó sẽ có, đâu đó sẽ ai đó sẽ vướng vào các hạn chế tự nhận thức là sợ chỉ trích phê bình. Sợ chỉ trích phê bình. Đâu đó thì các anh chị sẽ cảm thấy được mình thiếu điều kiện. Đâu đó ai đó sẽ cảm giác được rằng á là mình thiếu cái thiếu hiểu biết. Thiếu hiểu biết. Ở đây là chữ H nha cả nhà, toàn viết lộn tí xíu cái chữ này. Thiếu hiểu biết. Và thiếu tầm nhìn tương lai. Đây là một cái đồ hình rất quan trọng. Toàn bộ lộ trình chúng ta chỉ tập trung vào cái đồ hình này cả chúng ta các anh chị. Chúng ta tập trung vào cái đồ hình này. Đó là làm sao cho con người này bứt phá từ chính bản thân của họ. Các anh chị cứ hình dung một cái trứng gà mà chúng ta tác động một lực từ bên ngoài vào thì nó là thức ăn, nhưng mà từ bên trong tác động ra nó là sinh mệnh.
nên lộ trình của chúng ta được thiết kế dựa trên nền tảng đó là chúng ta mong muốn có sự bứt phá, có sự lớn hơn chính con người chúng ta ngày hôm trước. Và lộ trình này là một lộ trình để chúng ta làm gì ạ? Chúng ta xóa các hạn chế tự nhận thức này. Nếu 21 ngày này chúng ta có một cái căn duyên tốt và đồng thời các anh chị theo đuổi toàn bộ cái lộ trình này thì chúng ta sẽ xóa dần các hạn chế tự nhận thức này. Đến khi nào chúng ta xóa hầu hết các hạn chế tự nhận thức này thì con người chúng ta sẽ lớn lên dần lên và chúng ta chính thức nói là chúng ta đã có sự chuyển hóa. 21 buổi là 21 cái ngày mà chúng ta thể nghiệm cái nội tâm của chính mình thông qua chương trình. 21 ngày này là 21 ngày hưởng thụ học tập. Tại vì mỗi ngày trôi qua chúng ta sẽ được học, hiểu và nhắc nhớ những gì chúng ta đã biết trước đây. Và chúng ta tổng tổng kết lại những gì mà trải qua trong cuộc đời. Có một số anh chị đã trải qua nhiều khóa học, nhiều cái chương trình đó, nhiều trải qua nhiều đợt của chương trình thì các anh chị nói rằng là 21 buổi này có thể là tổng kết rất là nhiều năm trải qua cuộc đời của họ. Thì trong những ngày tới đây là những ngày mà chúng ta sẽ hưởng thụ học tập. Cả nhà cho Toàn xin phép các anh chị Toàn viết cái từ hưởng thụ học tập ha. Từ này Toàn cũng kỳ vọng các anh chị hưởng thụ học tập. Các anh chị nhớ cái từ này trong phần đời còn lại của mình. Từ giờ trở đi trong cuộc đời của mình sẽ hưởng thụ học tập. Hưởng thụ học tập. Vậy thì 21 buổi này chúng ta tham gia một lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm để xóa các rào cản hạn chế tự nhận thức. Chúng ta hưởng thụ học tập để làm được điều đó và chúng ta có sự chuyển hóa và lớn hơn con người của chúng ta ngày hôm trước. Và có thể đâu đó làm cho chúng ta chuyển hóa tương đương 3 năm, 5 năm, 10 năm. Và có một số anh chị nói với Toàn là có thể chuyển hóa hơn 30 năm trong cái cuộc đời của họ đã trải qua. Có những người thì nói là chuyển hóa hơn 40 năm, 50 năm. Mỗi người sẽ có một cái cảm nhận khác nhau bởi vì chúng ta sẽ có một sự chuyển hóa, bản thân chúng ta có sự chuyển hóa khác nhau và xóa được cái rào cản nhận thức của bản thân của chúng ta. Thì nên á, cái cách chúng ta học tập với các nhà nó đơn giản lắm. Các anh chị giúp đỡ Toàn rất là thoải mái để học. Nếu ai có điều kiện bắt cam thì Toàn có cơ hội để nhìn các anh chị, có kêu họ để nhìn các anh chị thông qua cái Zoom này để Toàn quan sát, Toàn thấy các anh chị. Còn nếu các anh chị không có điều kiện mở cam thì các anh chị có thể tắt cam. Có ai có buồn ngủ thì sao ạ? Các anh chị cứ ngủ nhưng mà đừng có tắt tiếng, các anh chị nghe. Nếu một lộ trình các anh chị bắt đầu đi như thế này trong 21 buổi dù có ngủ á, thì một số anh chị nói với Toàn á, trải qua dù có ngủ thì cũng có sự chuyển hóa. Đó là điều đặc biệt của chương trình của chúng ta. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ bắt tiếng để chúng ta nghe ngay cả nhà, nhưng mà trong lúc ngủ thì các anh chị cũng có thể chuyển hóa. Nếu các anh chị buồn ngủ, các anh chị cứ ngủ, bởi vì một lộ trình mà chúng ta hưởng thụ học tập mà, đừng có gò bó bản thân gì hết á. Có một số anh chị đói thì cứ ăn, các anh chị nước bánh trái thì cứ ăn thoải mái, chuẩn bị sẵn nước uống và bánh trái, ngồi hưởng thụ để học tập cái lộ trình này. Thế thấy thích cái gì thì ghi. Nếu các anh chị không có thuận lợi để ghi, các anh chị nghe. Nếu ai đó có một cái sứ mệnh hoặc là có một cái vai trò là muốn giúp đỡ gia đình mình, những người thân yêu thì các anh chị nghiêm túc vào ngồi bàn, các anh chị ghi chép một chút. Còn nếu các anh chị cảm thấy bình thường thì các anh chị chỉ nghe thôi. Còn không có thì nhiều khóa sau, các khóa sau các anh chị hãy tiến hành ghi chép sau. Còn lâu lâu các anh chị cảm thấy thích cái gì thì các anh chị ghi lại vô điện thoại hoặc là ghi chép những gì Toàn ghi chép, các anh chị ghi giống cũng được. Còn nghe mà không kịp
đừng có ngồi đó suy nghĩ gì chứ á. Ngày hôm sau các anh chị nghe ghi âm lại, chúng ta có để lại cái file ghi âm, kết thúc chương trình thì các bạn sẽ tổng kết lại cái file, sau đó gửi lên trên, ngày sáng hôm sau sẽ gửi lên trên tổ chức đào tạo bên Telegram á, các anh chị nghe lại cái, tất cả những cái hình này sẽ được chụp lại và gửi lên đó. Chúng ta vừa coi cái hình này vừa lắng nghe, các anh chị có thể ghi chép lại sau. Nên là lộ trình 21 buổi, chúng ta tối mà nghe không được, các anh chị muốn nắm bắt kịp lộ trình, ban ngày chúng ta nghe lại, hoặc là tối các anh chị nghe đã thấy hay lắm rồi, ngày sau các anh chị nghe ghi âm lại thì tối học hay hơn nữa. Và lớp học này tương đối đặc biệt à, đó là các anh chị, có nhiều anh chị đã trải qua rất là nhiều năm, tại vì chương trình này thì Toàn đã mở hơn gần 9 năm, 9 năm gần 10 năm rồi. Ngày xưa thì offline cứ mỗi tháng diễn ra một lần, nhưng sau đó bây giờ thì thời gian qua online thì 2 năm mấy nay thì chúng ta đã có 25 khóa, trung bình một tháng chúng ta có một khóa, thì chúng ta đã trải qua hơn 2 năm rưỡi rồi để trải qua cái lộ trình này. Và cứ trung bình như vậy các anh chị vào đây đồng hành cùng với chúng ta một lộ trình xuyên suốt 21 ngày, và rất là biết ơn người thân yêu của các anh chị, những người đã yêu thương các anh chị mà giới thiệu vào đây. Có một số anh chị có thể nhiều khi bị ép vào để học tập, con số anh chị hiếu kỳ mà vào, các anh chị có một số anh chị được người khác dùng thủ đoạn mà vào đây. Toàn cũng không biết cách nào, nhưng mà chúng ta có mặt ở đây thì các anh chị rất là trân trọng sự hiện diện của các anh chị, và cũng như trân trọng sự giới thiệu của các nhân mạch, những người thương yêu các anh chị giới thiệu các anh chị vào đây. Không có lý do nếu chương trình không có giá trị mà cả ngàn người chúng ta tham gia như thế này, và coi chừng những cái Zoom phụ thêm nữa, nếu thật sự nó không có giá trị thì không ai dám mời chúng ta vào đây. Nên vì nể hay là nể người thân yêu của mình, hay vì chỉ chính bản thân mình mong muốn chuyển hóa cũng đã có mặt ở đây, thì các anh chị giúp đỡ Toàn hoàn thành lộ trình 21 buổi được không ạ? À? Các anh chị có thể cam kết hết một lộ trình đồng hành cùng Toàn không cả nhà? Các anh chị có thể, mình cũng không sao, mình không nhất thiết phải có mặt liên tục mỗi buổi tối, nhưng mà hứa với Toàn một điều thôi, phá vỡ lời hứa cũng không sao, đó là khi nghe buổi tối mà không thuận lợi thì nghe ghi âm lại buổi sáng, để làm chi, để cho nó có một cái mạch chuyển hóa các anh chị, để mình có thể học những buổi sau nó có giá trị hơn. Thì nếu được như vậy thì Toàn cam kết về sự chuyển hóa của các anh chị. Nếu mà được như vậy thì sao ạ? Toàn sẽ cam kết về sự chuyển hóa của các anh chị trong một lộ trình này. Và Toàn rất là biết ơn vì các anh chị có mặt ở đây thật sự. Bởi vì ai đó mà nhận được cái lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm sẽ giúp ích rất nhiều cho những người thân yêu của mình. Bên cạnh mình theo đuổi cái sự hạnh phúc tự thân của bản thân mình, thì các anh chị còn có thể giúp nhiều người thay đổi cuộc sống thông qua cái lộ trình này. Và Toàn sẽ xin phép Toàn bắt đầu một cái lộ trình của chúng ta nghe cả nhà. Chúng ta có thể cho chồng có tay thật lớn để chúng ta có thể bắt đầu lộ trình nghe các anh chị. Dạ, biết ơn các anh chị. Đầu tiên các anh chị giúp đỡ Toàn á, các anh chị vẽ một cái hình này vào giúp Toàn cái. Anh chị vẽ giúp Toàn một cái hình, đó là một có một con thuyền, Toàn xin phép các anh chị Toàn vẽ cái chữ thuyền lên cho nó chắc ha.
Vâng, xin phép các anh chị. Còn vẽ cho chữ thiền lên cho nó chắc. Có một số anh chị đặt các câu hỏi ở trên Zoom á, thì Toàn xin phép giai đoạn này Toàn chưa trả lời các anh chị ha. Toàn sẽ từ bước vào nội dung, rồi dần 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 Toàn sẽ trả lời các anh chị sau. Các anh chị cũng hạn chế đặt câu hỏi trên đó trước. Vài ngày nữa cái câu hỏi gì chúng ta cũng có thể trả lời cho các anh chị hết. Các anh chị giúp đỡ Toàn tập trung vào nội dung chúng ta học tập trước nha cả nhà. Dạ. Anh chị vẽ giúp Toàn một con thiền ha. Dạ. Anh chị vẽ vào giúp Toàn nha. Một con thuyền. Một con thuyền này thì đây là một hình tượng quan trọng. Chúng ta sẽ bắt đầu vào tìm hiểu dựa trên hình tượng này. Các anh chị ghi giúp Toàn một điểm B, điểm A. Toàn ghi ở đây đó là dòng nước ha. Dòng nước. Chúng ta kỳ vọng các anh chị sẽ di chuyển nè. Di chuyển từ điểm A qua điểm B. Chúng ta kỳ vọng là di chuyển từ điểm A đến điểm B. Nghe. Nhưng mà dòng nước á, thứ nhất là nó thuận theo chiều từ A qua B. Đối với trường hợp thứ nhất là nếu dòng nước thuận chiều từ điểm A đi đến điểm B, thì nếu dòng nước thuận chiều thì có phải thuyền của chúng ta nè, dù không có người chèo chống, dù là chúng ta không có chèo chống cả nhà và cũng không có động cơ gì hết, thì khả năng thuyền nó cũng đi theo thuận chiều mà, nên khả năng cũng có khả năng đến đích không cả nhà. Các anh chị, có phải là nếu mà bây giờ thuyền của chúng ta muốn đông mong muốn đi từ A đến B, mà bây giờ dòng nước thuận chiều, thì cái người này nè, người lái thuyền lái này nè, cũng không có cần chèo chống lắm, mà cũng không có cần có động cơ, thì khả năng thuyền cũng vẫn đến đích không ạ? À? Vẫn đến đích. Nhưng nếu người này có chèo chống nó và có động cơ nữa thì sao ạ? À? Thì chúng ta có thể dùng sao ạ? À? Cái từ nhanh đến đích. Nhanh đến đích. Được không cả? Được không cả nhà? À. Rồi. Nhưng mà nếu bây giờ dòng nước nó ngược thì sao các anh chị? Toàn xin phép cái dùng từ ngược à. Đáng lẽ là thuận nghịch nhưng mà toàn dùng từ ngược. Vậy thì dòng nước mà nó ngược mà không có người chèo chống nữa thì sao ạ? À? Nếu dòng nước nó ngược mà không có nhiều người chèo chống, không có động cơ nữa, thì khả năng thuyền nó không có đến đích. Tại vì từ điểm A đi đến điểm B mà nó ngược dòng mà, thì thuyền sẽ không đến đích được. Dạ, nhưng mà nếu mà chúng ta muốn đi cho thuyền đến đích, có phải động cơ phải được gắn vào, cái người chèo chống phải mạnh mẽ lắm thì nó mới đi không cả nhà? Nếu mà ngược dòng nghe, ngược dòng á, thì chúng ta phải mạnh mẽ lắm mới đến, mà chỉ cần lơ là thôi là nó sẽ trôi lại ngược theo dòng nước lại.
Thì phước báo cho cá nhân Toàn á, Toàn được các cao nhân chỉ điểm về điều này. Và ai ở đây có để ý á, hàng ngàn người, chúng ta có để ý á, là cuộc đời của một con người sanh ra đến khi chết đi, chúng ta chèo lái rất là mạnh mẽ và nỗ lực rất nhiều thì chúng ta mới kỳ vọng có cuộc sống tốt không ạ? Chúng ta ngừng phấn đấu, ngừng nỗ lực, có phải cuộc đời của một con người nó tệ đi không cả nhà? Các anh chị, chúng ta có để ý cái này không? Các anh chị có để ý là hàng ngàn người mình đã từng gặp trong cuộc đời, có ai nói với chúng ta là cuộc đời này rất nhẹ nhàng không? Thong dong mà đi đến đến đích của cuộc đời không ạ? Ít đúng không? Vậy thì phải chăng nếu nói về cuộc đời của một con người như như chiếc thuyền, thì có khi nào chúng ta đã đi ngược dòng không? Có ai đã từng có thắc mắc và nghi vấn điều này không? Đó là tại sao làm người mà nhiều khi thấy nó khổ quá, nỗ lực rất là nhiều trong cuộc sống, muốn có hôn nhân hạnh phúc cũng không phải là đơn giản để có được. Bây giờ muốn làm ăn kiếm tiền thì cũng khó khăn. Muốn sống lương thiện thôi cũng người ta cũng không cho chúng ta sống lương thiện. Có nhiều người nói với Toàn câu đó. Bây giờ muốn có cuộc sống lương thiện nhiều khi người ta cũng không tạo điều kiện cho chúng ta. Thì nói chuyện với 10 người, nói chuyện với 100 người thì hàng trăm người đều cho chúng ta cái điều đó là cuộc đời này đúng là không dễ. Thì nếu quý cuộc đời của một con người như một chiếc thuyền thì phải chăng do chúng ta đã đi ngược dòng nước không? Đó là một câu, một trong những câu nghi vấn mà Toàn cũng được cao nhân chỉ điểm cả nhà. Vậy thì nếu cuộc đời của một con người như một chiếc thuyền, nếu chúng ta đi được thuận dòng và chúng ta cầm lái, chèo lái rất là chắc và cho thêm động cơ, thì có phải nếu thuận dòng mà chèo lái chắc mà có động cơ nữa thì chúng ta sẽ đi được rất là nhiều nơi và đi rất là xa trong cuộc đời của mình. Nhưng nếu ai đó kém may mắn thì chèo lái cũng rất là chắc nhưng mà động cơ cũng có nhưng mà lại ngược dòng, thì qua thời gian sức trẻ thì còn, thì chúng ta còn làm, nhưng qua thời gian thì hầu như tuổi 6-70 đi thì tất cả chúng ta đã buông xuôi dần hết, bởi vì cuộc đời này nó gian truân và khó khăn quá. Thắc mắc và trăn trở điều đó thì may mắn chúng ta là đã có lời giải cho nó các anh chị. Nếu ví cuộc đời của một con người như chiếc thuyền, dòng nước thì đi trên con thuyền này, nó đi trên một cái dòng nước, thì dòng nước sẽ đại diện á, đại diện cho cái dòng nước này là đại diện cho những quy luật và nguyên lý của cuộc đời của một con người á, quy luật và nguyên lý. Dòng nước này là đại diện cho những quy luật và nguyên lý. Nếu cuộc đời của một con người sống mà thuận theo quy luật và nguyên lý thì có nghĩa rằng cuộc đời của một con người giống như một con thuyền thuận dòng chảy. Nếu cuộc đời của một con người đi ngược những quy luật và nguyên lý thì cuộc đời của một con người giống như một chiếc thuyền lên lên trên nước nhưng mà ngược dòng chảy. Toàn xin phép Toàn lặp lại. Cái đồ hình này cực kỳ quan trọng. Và nếu ai ai nắm được cái này thì Toàn biết ơn các anh chị. Những ngày tới đây chúng ta hưởng thụ học tập thật sự. Bởi vì chúng ta chỉ cần hiểu được những quy luật gì, những nguyên lý gì chi phối chính trong cuộc đời của chúng ta thuận theo nó. Thì khi thuận rồi thì trong một tích tắc, từ cái việc chúng ta đang ở trên con thuyền đi ngược dòng, đang trải qua gian truân khó khăn đau khổ trong cuộc đời,
thì chúng ta quay lại, dòng nước nó thuận lại và đích đến của chúng ta nó sẽ đến rất là nhanh, và tự nhiên cái cảm giác nhẹ nhõm trong cuộc đời này nó sẽ đến nếu chúng ta sống thuận những quy luật và nguyên lý chi phối cuộc đời của chúng ta. Nên Toàn xin phép Toàn nhắc lại cái đồ hình này. Các anh chị cứ hình dung có một con thuyền trên một dòng sông. Chúng ta di chuyển từ điểm A đến điểm B là đích đến. Chúng ta cầm chèo lái. Toàn đang nói là chúng ta đang chèo lái nghiêm túc và có động cơ trong cuộc sống luôn đi. Để chúng ta cô lập lại là chỉ có chèo lái nghiêm túc và có động cơ. Và khi đó thì dòng nước nó thuận chiều, thì cái cảm giác điều khiển một cái mà thuyền, các anh chị đã từng điều khiển chiếc thuyền như vậy, các anh chị sẽ hiểu cảm giác điều khiển một chiếc thuyền mà dòng nước nó thuận chiều và chúng ta lại cầm lái và có động cơ nữa, thì các anh chị sẽ cảm giác được nó đi rất là nhanh, thuận theo. Còn nước ngược rồi, chúng ta chèo lái một con thuyền đi nước ngược, nó vẫn tới đích nhưng mà nó rất là tiêu hao lực của chúng ta, ngừng lại cái nó trôi lại như cũ. Thì cuộc đời của một con người hiện tại hầu như chỉ có một số con người đã vượt thoát cái vướng mắc đó thì thôi, còn hầu như ai á thì cũng có một sự gian truân và khó khăn trong cuộc đời của mình. Và xem cái việc vượt qua gian truân, vượt qua khó khăn là niềm động lực lớn lớn trong cuộc đời. Nhưng mà lúc còn tuổi trẻ thì vượt qua thì chúng ta cảm thấy đó là thử thách rất là tốt, nhưng mà về già tuổi mình đã lớn lên thì mình còn sống trong cái sự khổ cực gian truân nữa, thì hình như mình đang sống ngược những quy luật và nguyên lý. Nên các cao nhân chỉ điểm cho chúng ta, quy luật và nguyên lý nó đại diện cho giống như dòng nước, và chúng ta sống thuận quy luật, thuận nguyên lý thì chúng ta thuận dòng, ngược quy luật, ngược nguyên lý thì ngược dòng. Vậy thì bắt đầu mình rà soát lại nè, trong hôn nhân gia đình chúng ta đang mắc phải cái sự nỗ lực rất lớn để bù đắp trong hôn nhân mà hôn nhân vẫn chưa đạt như ý nguyện của chúng ta. Giáo dục con cái nỗ lực rất lớn mà chúng ta vẫn chưa đạt ý nguyện, từ kinh doanh làm ăn đến sức khỏe đến mọi cái trong cuộc sống. Vậy thì chưa đạt được, phải chăng chúng ta đã đi ngược quy luật và nguyên lý hay không? Thì Toàn xin phép các anh chị, chúng ta sẽ tìm hiểu những quy luật và nguyên lý chi phối cuộc đời của một con người như thế nào, để từ đó làm sao ạ? Chúng ta thuận theo nó. Từ đó chúng ta sẽ thuận theo nó. Và nếu sống thuận được quy luật và nguyên lý thì con đường của cuộc đời của chúng ta giống như thuận dòng. Thì đó là ý nghĩa của đồ hình này Toàn muốn gửi đến tất cả các anh chị. Anh chị hiểu cái đồ hình này Toàn muốn gửi đến các anh chị, cái các anh chị hiểu dụng ý của chúng ta vẽ đồ hình này không cả nhà? Các anh chị vẽ vào giúp Toàn. Các anh chị nhớ luôn cái đồ hình này. Vậy thì nếu chúng ta sống thuận với quy luật và nguyên lý thì các anh chị thấy sao ạ? Các anh chị thấy sao cả nhà? Nếu chúng ta sống thuận quy luật và nguyên lý thì thấy sao? Nó sẽ cuộc đời chúng ta nó sẽ đơn giản để tới đích hơn. Không có mưu cầu, cuộc đời này không có gian truân đến. Tại vì chúng ta không thể nào cả cuộc đời này trải hoa hồng hết tất cả. Nhưng mà chúng ta cầm lái cho chắc, có động cơ trong cuộc sống giúp Toàn mà lại thuận theo quy luật và nguyên lý nữa thì chúng ta sẽ đi rất là nhiều nơi và đi rất xa. Được không ạ? Vậy ha. Vậy thì có nhiều quy luật và nguyên lý ảnh hưởng cuộc đời của một con người lắm. Trong cái bối cảnh của chương trình này, Toàn xin phép Toàn sẽ mượn cái quy luật và nguyên lý trọng điểm nhất để hỗ trợ cho chúng ta thấu suốt. Cuộc đời của một con người hiện tại á,
họ đều chi phối bởi ba góc nhìn này. Thứ nhất là góc nhìn của khoa học. Góc nhìn của tôn giáo tín ngưỡng. Có một số anh chị theo tôn giáo, không có theo tôn giáo thì các anh chị cũng có thể là chi phối bởi tín ngưỡng. Bên cạnh đó chúng ta bị chi phối bởi đạo lý của cuộc sống. Dù ai hiện tại cũng đều bị chi phối bởi ba góc nhìn này. Có một số anh chị thì thuần bị chi phối bởi khoa học, nhưng đâu đó một phần tôn giáo tín ngưỡng cũng ảnh hưởng họ, và đâu đó một phần đạo lý cũng ảnh hưởng họ. Nhưng có một số anh chị thuần là bị chi phối bởi đạo lý cuộc sống, cũng một phần nào đó tín ngưỡng tôn giáo cũng ảnh hưởng họ nhỏ và khoa học ảnh hưởng họ. Nhưng có số người lại thiên về cái góc nhìn của tôn giáo tín ngưỡng trong cuộc sống, nhưng đâu đó đạo lý và khoa học cũng ảnh hưởng họ. Vậy thì mình lấy cả ba góc nhìn này xét coi cái quy luật nào mà con người chúng ta nó chi phối, và ba cái quy luật cả góc nhìn này đều nhìn nhận nó, thì có một cái quy luật mà chi phối cuộc đời của một con người rất lớn, đó là quy luật về nhân duyên. Quy luật về nhân duyên, quy luật về nhân quả phối rất lớn cuộc đời của một con người. Hầu như góc nhìn khoa học cũng rất là tôn trọng cái quy luật này. Tôn giáo tín ngưỡng và cả đạo lý cũng vậy. Và họ cho chúng ta một cái công thức đơn giản lắm cả nhà. Họ cho chúng ta một cái công thức đơn giản lắm. Đó là nếu chúng ta có được cái nhân tốt á, chúng ta có được cái nhân tốt. Giống như chúng ta trồng trồng một cái cây, cái hạt mầm nó rất là tốt rồi, chúng ta lại có được duyên lành, có nghĩa là điều kiện chăm bón á, mà nó trong điều kiện được bảo vệ tốt, có phân, có điều kiện đất đai đồ thổ nhưỡng đồ tốt, thì đơn giản để có được cái quả như ý trong tương lai. Và hầu như ai trong cuộc sống này cũng đơn giản để hiểu được công thức này. Nếu mà chúng ta gieo trồng một hạt mầm đó rất là tốt về giống, sau đó cái duyên nó đủ tạo điều kiện thì nó sẽ cho ra một cái quả như ý trong tương lai, là mọc ra một cái cây cho ra hoa trái nào đó. Thì dù khoa học hay tôn giáo tín ngưỡng hay đạo lý đều cực kỳ tôn trọng cái này. Vậy thì một trong những quy luật chi phối cuộc đời của con người chúng ta, nếu chúng ta biết được nhân gì, duyên gì và quả gì trong cuộc đời này, chúng ta thấu hiểu nó, thấu suốt nó và chúng ta sống thuận theo nó, thì lúc thời điểm đó cuộc đời chúng ta sẽ bắt đầu có bước chuyển dịch. Sau đó chúng ta tìm hiểu thêm các quy luật gì chi phối nữa, chúng ta hiểu, chúng ta thuận. Ví dụ như đối với nội tâm, chúng ta cần phải hiểu quy luật gì. Đối với lĩnh vực sức khỏe, chúng ta cần biết thuận theo những quy luật nguyên lý như sao. Đối với mối quan hệ con người với con người thì chúng ta sống thuận theo những quy luật nguyên lý gì. Và đối với tài chính thì chúng ta cần thuận như sao. Nếu chúng ta thấu hiểu các quy luật đó thì chúng ta thuận theo nó, thì cuộc đời chúng ta sẽ bắt đầu có một cái sự chuyển dịch. Và toàn kỳ vọng trong lộ trình này, lộ trình 21 buổi này, thì toàn sẽ tạo mọi điều kiện để cho các anh chị hiểu được cái quy luật về nhân duyên và nhân quả. Kiến thức của con người chúng ta, các anh chị chia ra ba ba cái nền tảng, cái tri thức của con người chia ra ba nền tảng. Đó là tri thức của vũ trụ quan, tri thức của vũ trụ hay còn gọi là vũ trụ quan, có thế giới quan, thế giới quan
và có nhân sinh quan. Nhân sinh quan vậy thì trong khuôn khổ của chương trình này chúng ta không có nghiên cứu tìm hiểu nhân duyên và nhân quả ở vũ trụ hay thế giới, mà chúng ta tập trung hoàn toàn vào tìm hiểu quy luật nhân duyên và nhân quả ở nhân sinh. Toàn xin lặp lại, trong 21 buổi này chúng ta thấu suốt quy luật nhân duyên và nhân quả, hay còn gọi là thấu suốt được cái công thức nhân tốt duyên lành cho ra quả như ý á, thì ở góc nhìn là chúng ta tìm hiểu về nhân sinh. Toàn xin phép nói lại, tri thức của nhân loại này chia ra ba mảng, thì có tri thức của vũ trụ quan, tri thức của thế giới quan và tri thức của nhân sinh quan. Việc chúng ta thấu hiểu nội tâm, kiến tạo an vui thì đòi hỏi chúng ta phải có kiến thức của nhân sinh. Giống như an vui là cái quả mà các anh chị cần được nhận trong cái chương trình học này. Vậy thì việc chúng ta thấu hiểu cái nhân bên trong của nội tâm của con người chúng ta là gì? Sau đó chúng ta kiến tạo những cái duyên gì để cho ra quả là chúng ta có được cái sự an vui, hạnh phúc. Thì trong một lộ trình như thế này 21 buổi, không thể nào chúng ta nói hết được tất cả cái góc nhìn về nhân duyên, nhân quả theo tất cả các khía cạnh của vũ trụ quan hay thế giới quan. Mà vai trò của Toàn chỉ có một vai trò, đó là hỗ trợ cho tất cả các anh chị tìm hiểu về quy luật nhân duyên, nhân quả liên quan tới nhân sinh quan. Các anh chị nắm ý này không ạ? Cả nhà hiểu ý em Toàn chia sẻ không cả nhà? Có nghĩa là mình không thể nào đi rộng hết được nhân duyên, nhân quả. Không thể nào đi học hết được nhân duyên, nhân quả của vũ trụ quan. Cũng không thể nào đi hết nhân duyên, nhân quả của thế giới quan được. Nhưng trong 21 buổi này, chúng ta kỳ vọng sẽ được tìm hiểu trọn vẹn cái quy luật nhân duyên, nhân quả theo nhân sinh quan. Vậy thì chúng ta sẽ cô lập một cái bối cảnh để tìm hiểu trọn vẹn nó. Thì đó là cái mà chúng ta cần phải hiểu chương trình chúng ta là chương trình như thế nào, để các anh chị có một lộ trình học tập tìm hiểu cho nó tốt. Vậy thì công thức nhân tốt cộng với duyên lành cho ra quả như ý là liên quan tới nhân sinh, liên quan tới con người của chúng ta. Được ha? Rồi. Được ngang cả nhà. Và để hiểu được điều này thì Toàn sẽ bắt đầu giúp hỗ trợ các anh chị tìm hiểu một vài cái nguyên lý để chúng ta ứng dụng coi làm sao để cho các anh chị thấu suốt được cái này. Bởi vì bản chất nguyên lý nó sẽ trợ duyên cho các quy luật, nên chúng ta sẽ làm rõ các nguyên lý trước, sau đó các chúng ta sẽ quay lại cái công thức nhân tốt duyên lành cho ra quả như ý của chúng ta. Thì Toàn xin phép các anh chị ha. Đây. Để tìm hiểu được một cái lộ trình này, tìm hiểu được lộ trình này thì chúng ta cần phải thấu suốt một cái nguyên lý, nó tên gọi là nguyên lý ánh sáng. Nguyên lý ánh sáng. Nguyên lý ánh sáng. Nguyên lý ánh sáng. Nguyên lý ánh sáng nó rất đơn giản. Các anh chị giúp đỡ Toàn, chỉ cần vẽ lên được giúp Toàn một cái hình chữ nhật đây. Và chúng ta mượn cái hình chữ nhật này đại diện giống như một cái căn phòng tối. Căn phòng này là một cái căn phòng tối. Chúng ta kỳ vọng á, căn phòng này sẽ sáng. Thì chúng ta đã từng biết rồi, nếu bây giờ cho các anh chị suy ngẫm một chút xíu về bóng tối và ánh sáng, thì các anh chị chúng ta có phải
chúng ta hiểu được bị chi ánh tối và bóng bóng tối và ánh sáng bị chi phối bởi cái nhị nguyên không ạ? Các anh chị nghe khái niệm được gọi là nhị nguyên, đó là hai mặt của một một vấn đề, hai mặt đối lập nhau. Có sự tồn tại của cái này thì sẽ không có sự xuất hiện của cái kia, có sự xuất hiện cái này thì không xuất hiện của cái kia. Giống như tốt xấu nè, tương tự như vậy thì có ánh sáng và bóng tối. Vậy thì khi chúng ta đối diện với một cái căn phòng tối, nếu bây giờ ánh sáng nó biến mất hoàn toàn thì bóng tối sẽ tự khắc xuất hiện. Nếu ánh sáng biến mất thì bóng tối sẽ xuất hiện. Nên người ta mới cho ra giải pháp là bây giờ nếu lấy hết bóng tối ra ngoài, Toàn xin phép các anh chị Toàn đưa ra giải pháp, đó là lấy bóng tối ra khỏi căn phòng này. Thì theo nhị nguyên thì nếu bóng tối được lấy hết thì cũng là cách để chúng ta đưa có ánh sáng ở trong phòng này. Cách thứ hai là chúng ta đưa vào ánh sáng, đưa ánh sáng vào, ánh sáng được đưa vào. Vậy thì cách một là chúng ta sẽ lấy bóng tối ra để kỳ vọng căn phòng này sẽ sáng. Cách thứ hai là chúng ta sẽ đưa bóng tối vào. Thì nếu cho chúng ta chọn lựa, thì nếu chúng ta chọn lựa thì chúng ta chọn cách nào đơn giản hơn cả nhà? Nếu cho chúng ta chọn lựa, cách hai. Tại vì không có lý do gì có thể lấy chúng ta ngoài thực tế, thực tiễn của cuộc sống á. Nếu có một căn phòng tối, mình vào phòng đó thì chúng ta có biết là một bạn nhỏ có khoảng 3 tuổi cũng biết nên bắt đèn lên không ạ? Có phải bạn nhỏ khoảng 3 tuổi là biết mở đèn chưa cả nhà? Các anh chị nghĩ con của chúng ta có khoảng 3 tuổi đã biết được điều này không cả nhà? Đã biết. Và Toàn khẳng định với cái sự lanh lợi và thông minh của các con hiện tại trong thời cuộc này thì các bạn nhỏ hầu như 3 tuổi đã biết điều này. 3 tuổi thì mấy bạn đã nhận thức hết rồi. Vậy thì mình lấy bóng tối thì không được rồi đó. Tại vì không có lấy bóng tối để kỳ vọng phòng này sáng được. Vậy thì chúng ta cùng với nhau thống nhất là đưa ánh sáng vào để cho căn phòng này nó sáng lên. Và Toàn xin phép các anh chị, dù nói nó hơi kỳ, nhưng Toàn xin phép xác nhận lại một lần nữa, đó là nếu để căn phòng này đơn giản để sáng lên, nó sáng lên thì có phải đưa ánh sáng vào là cách đơn giản nhất không ạ? Cả nhà, Toàn có thể xác nhận một chút xíu điều này cho các anh chị, để Toàn xin phép để dẫn dắt các anh chị liên quan đến cuộc đời của mình đó. Có phải đưa ánh sáng vào là đơn giản hơn không ạ? Đơn giản. Vậy thì bắt đầu mình mới liên đến cuộc đời của một con người. Các anh chị giúp đỡ Toàn vẽ một cái ngôi nhà. Các anh chị giúp Toàn vẽ một cái ngôi nhà. Ở bên dưới các anh chị ghi từ nội tâm giúp Toàn. Nội tâm. Bên trụ cột bên trái các anh chị ghi từ sức khỏe. Trụ cột bên phải các anh chị ghi mối quan hệ. Trên mái nhà các anh chị ghi giúp Toàn cái từ tài chính. Cuộc đời của một con người có rất nhiều khía cạnh ảnh hưởng và chi phối cuộc đời của họ. Nhưng nếu nói để đơn giản hóa cái cuộc đời của một con người lại thì chúng ta cũng có thể nói nó ở bốn khía cạnh này là chính. Thứ nhất, nó liên quan tới nội tâm của con người, liên quan tới sức khỏe, liên quan tới mối quan hệ và liên quan tới tài chính. Và nếu nói về bóng tối của cuộc đời của một con người thì xoay quanh là những vấn nạn ở nội tâm, vấn nạn ở sức khỏe, vấn nạn ở mối quan hệ và vấn nạn ở tài chính. Là những vấn nạn này là đại diện cho bóng tối cuộc đời của con người thôi. Nên nếu mà một con người có gian truân như thế nào trong cuộc đời, khó khăn như thế nào và muôn trùng những khó khăn, thì chúng ta cũng có thể nói đơn giản hóa vấn nạn lại chỉ có bốn cái à.
Thứ nhất là vấn nạn ở nội tâm, thứ hai vấn nạn ở sức khỏe, thứ ba vấn nạn ở mối quan hệ, và thứ tư vấn nạn ở tài chính. Và đó là một cái tri thức rất hay, tuyệt quý mà các cao nhân chỉ điểm cho chúng ta. Phước báo cho toàn từ khi được các cao nhân chỉ điểm về điều này. Đó là gì? Cuộc đời của con người đơn giản lắm. Nếu nói về bóng tối cuộc đời của con người, xoay quanh có bốn cái à: nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ và tài chính. Nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ và tài chính. Nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ và tài chính. Đây là bốn vấn nạn cuộc đời của một con người diễn ra. Và con người muốn làm chủ cuộc đời thì cũng xoay quanh làm chủ bốn cái này. Nhưng mà tại sao cuộc đời của một con người hiện tại chúng ta cảm thấy nó nhiều cái khó khăn gian truân quá? Bởi vì các anh chị quan sát nè, toàn vẽ một cái đồ hình này, các anh chị quan sát ha, các anh chị giúp đỡ toàn nè, các anh chị nhìn giúp toàn cái cả nhà, các anh chị nhìn vô đây giúp toàn cái đây. Nội tâm nè, khi vướng mắc của nội tâm theo chúng ta thì nó có ảnh hưởng đến mối quan hệ con người với con người không ạ? Các anh chị ngẫm lại, vướng mắc của nội tâm á, nó ảnh hưởng đến mối quan hệ không ạ? Ai đã từng á khó chịu bực bội cái gì đó mà khi mình về nhà mình cư xử nó làm cho mối quan hệ xã hội của chúng ta có nguy cơ đổ vỡ luôn không? Có ai đã từng trong nội tâm nó không ngang nhiên sao đó mà mình cư xử cái gì đó mà nó ảnh hưởng rất đến mối quan hệ của con người luôn? Vậy thì bản chất vấn nạn của nội tâm nó cũng liên đến vấn nạn của mối quan hệ xã hội. Và đặc biệt ai đã từng có nội tâm không ngang nhiên mà tài chính của chúng ta đã tiêu hao rất lớn không? Cái này thì phải nói các chị phụ nữ thường hay nội tâm không ngang nhiên chút xíu thì chúng ta tiến hành mua sắm không? Mua cho nó đã cái nội tâm của mình, đi mua đồ, mua này mua kia cho nó sướng, thì ảnh hưởng đến tài chính tiêu hao, mà mua xong về nhiều khi cũng cả đời không xài cái đó, cũng ảnh hưởng. Nhưng cái đó là cái vui vẻ thôi. Nội tâm của mình có vấn đề, có phải có những quyết định đầu tư nó làm cho chúng ta đầu tư sai hướng đi không? Chúng ta không đủ vững về nội tâm có phải nhiều cái không ạ? Ồ, mà nội tâm của con người thì các anh chị nghĩ ảnh hưởng đến sức khỏe không cả nhà? Và nếu nói về ảnh hưởng sức khỏe thì ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe khi nội tâm có vấn đề. Vậy thì một vấn nạn nội tâm xảy ra thôi, mình tưởng đâu nó chỉ bình thường, nhưng bản chất nó đã sao ạ? Nó đã ảnh hưởng các góc nhìn khác, các khía cạnh khác. Vậy thì bây giờ mình bắt đầu lấy gốc sức khỏe đi. Vậy thì sức khỏe của một con người ảnh hưởng tới nội tâm không cả nhà? Ảnh hưởng. Và sức khỏe của một người ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ của họ. Và sức khỏe của một người ảnh hưởng rất lớn đến tài chính. Có sức khỏe kiếm tiền tốt cho mình sống thọ, và mình có sức khỏe nữa, mình đường nào trong tương lai dần dần rồi mình cũng có tài chính, có tiền. Nhưng mà không phải chỉ có sức khỏe ảnh hưởng mà mối quan hệ cũng ảnh hưởng rất lớn đến nội tâm. Mối quan hệ ảnh hưởng cực kỳ lớn đến tài chính, và mối quan hệ cũng ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Và tài chính cũng vậy, cực kỳ ảnh hưởng đến nội tâm. Lúc mà khóc, các anh chị thấy khóc buồn đau, ngồi ở một bãi biển ở Hawaii nó ngon hơn là ngồi ở góc nhà. Tại vì có tiền để đi du lịch qua đó khóc nó cũng có giá trị hơn là ngồi ở góc nhà. Ảnh hưởng lớn đến nội tâm á. Ồ, tiền ảnh hưởng đến sức khỏe lắm, có đủ điều kiện để chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Và tài chính của con người á, ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ. Nên mình hình dung chung vậy đó. Nên cuối cùng sao ạ? Cuối cùng sao các anh chị? Nó phức hợp lẫn nhau giống như một ma trận vậy đó.
Ồ, nó nhiều cái lắm. Nên cuối cùng người ta hiểu lầm là con người rất là nhiều vấn nạn. Nhưng chung quy lại, chúng ta đơn giản hóa cái nội tâm của mình nè. Bây giờ đơn giản hóa vấn nạn của con người xoay quanh nó có nội tâm, có sức khỏe, có mối quan hệ và có tài chính thôi. Nếu chúng ta giải quyết được bốn vấn nạn này thì theo các anh chị là ngon không cả nhà? Nếu giải quyết được bốn vấn nạn này thì sao? Là xong. Có để ý này không ạ? À? Ồ, vậy thì hiện nay con người chúng ta bắt đầu sao? Làm sao vấn nạn của mối quan hệ thì chúng ta sẽ giải quyết nó. Kết hôn thì vấn nạn với chồng, với con, với mẹ chồng, cha chồng, người thân của chồng. Vô cơ quan thì vấn nạn ở cơ quan, giải quyết vấn nạn cơ quan. Vô mối quan hệ xã hội xảy ra thì giải quyết. Nội tâm của con người đau khổ thì mình tìm cách để xử lý nó. Sức khỏe có vấn đề thì tìm cách để điều trị. Tài chính có vấn đề thì giải quyết nó. Thì cuối cùng con người xà quần hết cái cuộc đời của con người chỉ xoay quanh này. Gần già, già rồi gần chết, vướng mắc ở tài chính. Gần chết rồi còn vướng mắc đối với mối quan hệ xã hội với con cái, người thân. Sức khỏe thì bị vướng mắc, nội tâm không an yên. Hết cuộc đời của một con người chỉ đi giải quyết vấn đề thôi. Thì nếu mà bây giờ Toàn nói với các anh chị, nhưng mà các anh chị hứa là không có giận Toàn nha, đó là chúng ta thấy căn phòng tối thì chúng ta biết mở đèn. Nhưng mà Toàn nói với các anh chị là chúng ta, các anh chị gạt Toàn. Bởi vì đối với cuộc đời của mình, các anh chị lại lấy đi bóng tối, chứ các anh chị không có đưa ánh sáng vào. Mình lý thuyết thì mình sẽ nói mình không lấy bóng tối và mình sẽ đưa ánh sáng vào, mở đèn. Nhưng mà cuộc đời của mình thì mình đi lấy bóng tối, không đưa ánh sáng. Các anh chị có cảm nhận cái đó không? Mình nói bạn nhỏ 3 tuổi cũng biết điều đó. Nhưng mà mình lớn hết rồi, nhưng mình lại điềm làm một điều mà nó không hợp lý, nó không có tính chất hợp lý thật sự. Tại vì có lấy bóng tối đi nữa thì bóng tối nó cũng tràn về, làm gì có cái chuyện hết bóng tối. Các anh chị thấy lạ không? Một nguyên lý trong cuộc đời, nguyên lý này là nguyên lý ánh sáng, là một nguyên lý đáng lẽ mình cần thuận, nhưng mình lại đi ngược nó. Đó là lý do tại sao cuộc đời của một con người thường lại khó khăn gian truân. Là bởi vì một nguyên lý đơn giản nhất là nguyên lý ánh sáng. Ánh bóng tối, ánh sáng, đưa ánh sáng vào thì bóng tối biến mất. Chỉ cần mất đi ánh sáng, bóng tối trở lại. Vậy thì nếu chúng ta biết cách giữ ánh sáng trong cuộc đời của mình và thắp sáng cuộc đời của mình lên, thì từ đó bóng tối tự tan biến, không cần xử lý. Ai cũng biết được không lấy bóng tối được, nhưng mà hàng ngày ai cũng kỳ vọng giải quyết vấn nạn cho bằng được. Thì đó là một trong những cái rất cơ sơ cơ nhất, đơn giản nhất, mà hầu như hiện nay chúng ta đi ngược nguyên lý này. Bắt đầu chúng ta hiểu lý do tại sao cuộc đời mình gian truân chưa cả nhà? Cái nguyên lý đơn giản nhất thôi, đó là nguyên lý ánh sáng, mà chúng ta đã vướng mắc nó rồi thì còn hàng loạt các nguyên lý khác, chúng ta đa phần là sống ngược nguyên lý. Đó là lý do những cái đơn giản nhất đó, đó mà chúng ta còn ngược nó, thì những cái gì cao xa hơn, những quy luật chi phối cuộc đời con người sâu hơn, làm sao chúng ta thuận được? Các anh chị cảm giác được này không? Vậy thì chúng ta thử đây, chúng ta ứng dụng được cái này để chúng ta thay đổi hay không? Thì các anh chị giúp đỡ Toàn, các anh chị vẽ giúp Toàn thêm một cái ngôi nhà nữa các anh chị. Anh chị giúp đỡ Toàn, các anh chị vẽ một cái ngôi nhà to hơn nha. To hơn chút. Đúng rồi.
Các anh chị to hơn chút. Các anh chị vẫn ghi không thay đổi gì. Các anh chị ghi bên dưới nội tâm giúp Toàn. Các anh chị ghi bên bên phải ghi sức khỏe. Các anh chị trụ cột bên đây, các anh chị ghi mối quan hệ. Các anh chị ghi giúp Toàn chữ tài chính. Rồi. Các anh chị hỗ trợ Toàn là các anh chị ghi một cái hình lục giác đứng giữa cái ngôi nhà đó đó. Sau đó các anh chị kéo ra vẽ giống như một mai rùa vậy đó. Các anh chị dựa trên cái góc của lục giác, các anh chị kéo ra. Chứng giữa của các ô của lục giác đó đó, chứng giữa của ô của lục giác. Các anh chị ghi từ trí tuệ giúp Toàn. Trí tuệ. Các anh chị ghi bên trái của lục giác là ghi từ tâm tái. Có nhiều anh chị là bị khiếm thính đó, và có một số anh chị nghe lại ghi âm á, nên cho phép Toàn nói diễn đạt cái bài vẽ để cho khi nghe lại ghi âm cũng hiểu cái cách đó cả nha. Tâm tái, các anh chị ghi chữ nhân cách bên góc phải. Rồi các anh chị chứng giữa cái mai rùa đó đó, cái ô lục giác là các anh chị ghi phẩm chất. Cái này các anh chị ghi năng lực bên góc góc phải ở trên, các anh chị ghi năng lực. Góc trái là ghi thể chất. Chứng giữa các anh chị ghi vật chất. Dạ. Các anh chị cứ hình dung ha. Một cái căn nhà của chúng ta có nền tảng bên dưới là nội tâm, trụ cột hai bên là sức khỏe và mối quan hệ. Mái nhà trên đó là tài chính. Căn nhà nó tối. Căn nhà nó trụ cột nè. Vài bữa chúng ta bắt đầu chúng ta đưa nội thất vào, nhưng mà chúng ta thắp đèn lên. Đầu tiên chúng ta thắp cái ngọn đèn trí tuệ lên, sau đó chúng ta mới thắp ngọn đèn tâm thái, thắp ngọn đèn nhân cách. Tất cả những khái niệm này chúng ta sẽ được làm rõ trong những ngày tới. Các anh chị cũng không lo lắng. Khoan hãy vội hỏi, nhân cách là gì, khác nhau ở phẩm chất ra sao? Tâm thái là gì, khác trí tuệ ra sao? Đừng có hỏi gì trơn á, tại vì được giải thích hết. Toàn nói đừng hỏi là bởi vì để cho đầu óc chúng ta đừng có lăn tăn nó sao sao kệ đó. Nhưng tóm lại là khi con người thắp ngọn đèn trí tuệ lên, sau đó thắp luôn cái ngọn đèn tâm thái. Tại vì nếu mà các chị một ngọn đèn mà được thắp sáng lên, nó sáng cỡ nào đi nữa thì chân đèn cũng có bóng tối. Ngọn đèn có thấp cỡ nào thì chân đèn cũng có bóng tối. Nên khi chúng ta thắp ngọn đèn trí tuệ lên, sau đó thắp luôn ngọn đèn của tâm thái, thắp ngọn đèn của nhân cách, thắp ngọn đèn của phẩm chất, thắp ngọn đèn của năng lực, thắp ngọn đèn của thể chất, thắp ngọn đèn của vật chất, thắp hết trong căn nhà thì căn nhà chúng ta sẽ sáng. Và khi mà thắp được các ngọn đèn này lên thì ánh sáng vào rồi thì bóng tối của những cái này nó sẽ giảm xuống, và chúng ta bắt đầu sao ạ? Sẽ bắt đầu đưa ánh sáng vào cuộc đời của mình. Nên thay vì tập trung giải quyết vấn nạn ở nội tâm, vấn nạn ở sức khỏe, vấn nạn mối quan hệ, vấn nạn ở tài chính, thì nó có một khái niệm, đó là chúng ta hãy làm giàu trí tuệ. Toàn xin đọc lại một câu đó nè. Các anh chị, Toàn xin đọc lại câu nói đó ha. Thay vì chúng ta tập trung giải quyết vấn nạn ở nội tâm, giải quyết vấn nạn ở sức khỏe, giải quyết vấn nạn ở mối quan hệ, giải quyết vấn nạn ở tài chính,
ha, thì Toàn xin phép Toàn dùng cái câu nói đó ha, chi bằng chúng ta làm giàu trí tuệ, làm giàu tâm thái, làm giàu nhân cách, làm giàu phẩm chất, làm giàu năng lực, làm giàu thể chất, làm giàu vật chất đi, thay vì giải quyết vấn nạn thì chi bằng làm giàu bảy cái này. các anh chị nắm ý tôi Toàn vừa vừa nói ý này không ạ? À? Chị ai hình dung nè, chúng ta làm giàu vật chất thì vấn nạn về tài chính nó tự nó mất không? Các anh chị nếu chúng ta làm giàu vật chất lên thì vấn nạn tài chính không, nó mất không? Nên cái này nó được gọi là bảy sự giàu toàn diện. Các anh chị, bảy sự giàu toàn diện, bảy sự giàu toàn diện, đây là một khái niệm mà các anh chị giúp đỡ Toàn, các anh chị nhớ giúp Toàn luôn, tại vì khái niệm này quan trọng. Đây Toàn phân tích cho các anh chị sẽ hiểu tại sao đây được gọi là sự giàu toàn diện. Đầu tiên á, nhận thức nhỏ, nhận thức cơ bản của mình thôi, đó là một người nào đó giàu có gì vật chất, có tiền của, là người đó được đánh giá là giàu. Nhưng qua thời gian á, người ta phát hiện ra có vật chất nhiều đi chăng nữa mà thể chất á có vấn đề. Nói đơn giản nên sức khỏe có vấn đề thì cái sự giàu đó nó cũng không có trọn vẹn. Nên ai có sức khỏe tốt cộng với có tiền nữa, có của cải vật chất nữa thì cái đó là giàu. Nhưng qua thời gian cha mẹ kế thừa cho con cái, sau đó người đó có thể chất tốt lắm em, có tiền của cũng đầy, nhưng mà thiếu năng lực để có thể giữ được nó, nên dùng tiền vô tội vạ và dùng tiền không đủ, không có chủ đích, thì dần dần sự giàu có nó cũng không bền vững. Nên người ta đánh giá rất cao những người có năng lực, có sức khỏe mà lại có tiền thì nói người đó giàu à. Nhưng qua thời gian tiêu chí của xã hội mở rộng dần lên, thấy người có tiền mà hàng ngày cũng sống thiếu nhân lễ nghĩa chí tín đi, cũng các động lực sinh tồn là không giúp đỡ cho tổ chức hay đất nước gì đó, thì không làm được cái gì tạo ra giá trị gì trơn á, thì người ta nói những người giàu vậy uổng quá. Thì nên cuối cùng á, họ nói mình phải giàu thêm phẩm chất nữa thì mới được lại gọi là giàu. Cái qua thời gian người ta phát hiện ra có làm gì vĩ đại trong cuộc sống này thì làm sao mà con người phải được con người yêu thương yêu mến, và người ta thích ở gần những con người đó, và người ta bắt đầu tìm hiểu phát triển hơn thì phát hiện ra là người đó phải giàu thêm nhân cách, phải có nhân cách đó mới giàu có. Còn nếu mà chỉ đơn thuần thôi tiền bạc thôi thì không đủ sự giàu có. Dần dần người ta phát hiện đó, đi sâu về con người thì ta phát hiện ô, cái người đó phải có sự an vui, phải có sự bao dung, phải có sự trân trọng biết ơn cuộc sống này, thì cái người đó mới, cái năng lượng đó mới tạo nên sự giàu có được. Thì bắt đầu họ nói là người đó cần phải có giàu thêm tâm thái, và dần dần thì bắt đầu ta đi sâu hơn nữa thì ta phát hiện ra phải giàu thêm trí tuệ nữa mới đại diện cho sự giàu có. Và các cao nhân đã chỉ điểm cho chúng ta, một con người thật sự giàu thật sự mà toàn diện thì được gọi là giàu toàn diện á, thì phải có bảy cái giàu. Ba cái giàu này, năng lực, thể chất, vật chất, thì là cân đo đong đếm được, nên chúng ta được gọi là giàu vật chất nói chung. Và bốn cái này, trí tuệ, tâm thái, nhân cách, phẩm chất, thì chúng ta được gọi là giàu phi vật chất. Thì một người giàu cả vật chất và phi vật chất thì người đó mới thật sự là người giàu. Nó được gọi là người giàu toàn diện, hay còn gọi là bảy sự giàu toàn diện. Vậy thì thay vì chúng ta tập trung giải quyết vấn nạn ở nội tâm, giải quyết vấn nạn ở mối quan hệ, giải quyết vấn nạn sức khỏe, tài chính, thì chi bằng chúng ta tập trung làm giàu toàn diện, thì từ đó trở đi những cái vấn nạn đó nó sẽ tự biến mất.
Đây là một cách ứng dụng cái nguyên lý ánh sáng rất là khéo của các cao nhân chỉ điểm cho chúng ta. Thay vì chúng ta ngồi đó nội tâm sao, sức khỏe thế nào, thì chúng ta làm giàu bảy cái này, thì chúng ta thuận duyên sẽ có ánh sáng trong con người chúng ta, thì hạn chế tối đa những vấn nạn xoay quanh cái đó. Và trước khi để hiểu thật sự cái điều này, thì Toàn xin phép cả nhà, Toàn hỗ trợ cho các anh chị tìm hiểu về khái niệm vật chất và phi vật chất. Cái vật chất phi vật chất này, các anh chị giúp đỡ Toàn đánh một cái mũi tên, các anh chị ghi cái từ hóa giúp Toàn vào đây, đó là phi vật chất hóa vật chất. Phi vật chất hóa vật chất. Để hiểu được điều này thì Toàn xin phép các anh chị, Toàn lấy ví dụ để cho chúng ta nắm được cái này. Hiện nay xã hội của chúng ta đang phi vật chất hóa hầu như tất cả mọi cái. Ví dụ hen, ngày xưa thì chúng ta mua một đôi giày thì chỉ biết thuần là chúng ta mua một đôi giày thôi. Nhưng bây giờ chúng ta mua một đôi giày, có phải người ta sẽ nói cho chúng ta biết được đôi giày đó kiểu dáng thiết kế kiểu sao, nghĩ về lợi ích của người người tiêu dùng như thế nào, phiên bản của giày á là phiên bản giới hạn ra sao, và thiết kế thế nào, ai là người thiết kế, và người ta cho rất nhiều thông tin kèm theo việc chúng ta mua một sản phẩm dịch vụ nào đó hiện nay không cả nhà? Có để ý cái này không ạ? Có, các anh chị có để ý cái này hiện nay không? Túi xách có phiên bản giới hạn, chất liệu tạo ra từ đâu? Có người thì người ta nấu phở, người ta nói nước dùng đó đó được đun lên đó là bao nhiêu giờ đồng hồ, đối với loại xương gì, loại gì cọng rau thì được trồng sao, người nông dân yêu thương nó như thế nào, con vật á thì có, trên thế giới có những loại bò, ví dụ như thường chúng ta nghe kể về loại bò Kobe, nó được nghe nhạc, nó được massage, nó được ăn uống và ngủ nghỉ kiểu sao, cái quy trình giết mổ nó để cho cái trạng thái của nó không có bị đau khổ như thế nào, rồi sau đó chúng ta mới ăn một cái thực phẩm đó, các anh chị cảm nhận được là thực phẩm đó được chăm sóc, được yêu thương, được làm gì để hạn chế nhất những cái ảnh hưởng đối với vấn đề nội tâm của con người. Thì các anh chị có để ý hiện nay người ta đa phần người ta đã phi vật chất hóa tất cả những vật chất mà họ kinh doanh mua bán hiện nay trong xã hội không cả nhà? Các anh chị có để ý cái này không? Để ý này không ạ? Chúng ta có để ý điều này. Chúng ta đã để ý điều này. Và ai là người biết phi vật chất hóa những vật chất họ đang kinh doanh mua bán, thì giá của sản phẩm của họ do họ quyết định. Các anh chị có thể ghi câu nói đó lại giúp Toàn cũng được, nếu các anh chị cảm thấy nó quan trọng. Đó là ai là người biết phi vật chất hóa sản phẩm dịch vụ mà các anh chị kinh doanh mua bán, thì các anh chị quyết định giá của sản phẩm dịch vụ đó, chứ không phải người tiêu dùng quyết định. Chúng ta đơn giản thôi, chúng ta một chai nước suối, chúng ta uống, nó được đưa vào một cái khách sạn 5 sao,
để uống. Thì khi chúng ta kêu khách sạn 5 sao cho chúng ta một chai nước suối, các anh chị nghĩ giá nó sẽ tha khác hoàn toàn với ở vỉa hè không ạ? Các anh chị khác do đâu mà cái sản phẩm đó khác ạ? Cái cũng cùng chai nước suối, uống nước cũng như nhau thôi. Thứ nhất, không gian chúng ta ngồi nó khác, vị trí nó khác. Cái thứ hai, sự đảm bảo. Khi uống một cái khách sạn 5 sao, chúng ta uống nước hay ăn trúng thực hay là bị cái gì đó về thực phẩm, người ta bảo hộ cho chúng ta không cả nhà? Các anh chị có biết là họ bảo hộ không? Bảo hộ. Mua một chai nước suối, ai ăn hàng quán bình thường, sự bảo hộ nó không cao. Và yếu tố phi vật chất đó người ta đưa vào, rồi công tác quản lý, rồi nhiều cái nữa. Quý vị, chúng ta đi tới một cái khách sạn 5 sao, chúng ta ăn, các anh chị an tâm về chất lượng thực phẩm. Có nhiều khách sạn thì nhiều khi nó có vấn đề phát sinh thì không nói, người ta kiểm tra đầu vào của thực phẩm đó như thế nào, tất tần tật hết, người ta đã đưa yếu tố phi vật chất của nó và thức ăn á, người ta bài trí ra sao cho nó đẹp thế nào, và người ta lựa chọn cái phần thực phẩm ra sao, nhiều cái yếu tố nữa, nên giá của cái sản phẩm đó do người ta quyết định. Chúng ta ăn một tô mì trong một khách sạn 5 sao nó sẽ khác với ăn tô mì đơn thuần nhà mua riêng ăn về giá. Vậy thì ai là người biết thổi yếu tố phi vật chất vào sản phẩm dịch vụ của họ thì người đó sẽ quyết định giá của sản phẩm dịch vụ đó. Các anh chị hiểu được ý nghĩa của cái này rồi? Vậy thì giá trị của sản phẩm dịch vụ nó cũng lệ thuộc vào việc yếu tố chúng ta đưa phi vật chất vào. Ai ở đây còn giữ lại cái nhà cái nè, còn giữ lại cái nhà cái, chiếc xe cái, giữ lại cái gì, cái đó đó, giữ lại những cái gì mà nó là ngày xưa từ lâu lắm nè, bây giờ về cái tính chất sử dụng của nó không còn như xưa nữa, nhưng mà nó vẫn có giá trị đối với chúng ta không? Nó vẫn còn giá trị là bởi vì chúng ta đã phi vật chất hóa nó rồi. Chúng ta đã đưa cái phi vật chất hóa nó vào rồi, bắt đầu chúng ta mới bắt đầu coi việc đưa phi vật chất hóa nó vào nó nâng giá trị lên sao này ha. Ai đã từng nghe về những bức tranh, do họa sĩ nào đó vẽ mà có thể lên đến hàng trăm triệu đô không cả nhà? Có những bức tranh được hàng trăm triệu đô không? Vậy thì bức tranh đó được vẽ trong bối cảnh lịch sử ra sao? Cái họa sĩ đó nổi tiếng như thế nào? Ai đã từng sưu tầm bức tranh đó, có lịch sử sưu tầm, có một cái đơn vị thẩm định đó, đơn vị nào có uy tín để thẩm định cái bức tranh đó, sau đó sưu tầm, trải qua bao nhiêu người sưu tầm, đã từng có một vị vua nào treo bức tranh đó không, hay đã từng treo vô cái gì, thì cứ trải qua một cái quy trình, cái như vậy người ta thổi vào bức tranh đó giá trị về phi vật chất, và cuối cùng người ta, những người mua đời đầu của bức tranh đó nó rẻ lắm, nhưng mà phi vật chất được thổi vào thì sao ạ? Ví dụ như đã từng có một vị vua đã thưởng thức bức tranh đó thì đồ cổ nó cũng tương tự như vậy, nó có niên đại của nó có con người nào đã từng sử dụng, ồ có nhiều cái nữa, thì nó quyết định lên khi sau khi thổi yếu tố phi vật chất vào thì giá trị của vật chất nó được nâng lên. Rồi tới đây chưa ạ? Các anh chị nắm tới đây. Vậy thì hiện nay con người chúng ta đa phần chúng ta để cho xã hội định giá chúng ta, định giá trị của chúng ta dựa trên yếu tố vật chất là chính. Hiện nay xã hội đang định giá trị của con người
dựa trên sức khỏe của họ như thế nào, năng lực của họ ra sao và điều kiện vật chất của người đó như thế nào mà định giá. Ai ở đây cảm nhận đây là điều xã hội đang làm không cả nhà? Đó là con của chúng ta hay bản thân chúng ta đi đến một cái cơ quan nào đó làm việc, một công ty nào đó, sau đó người ta coi năng lực của chúng ta làm sao, sức khỏe chúng ta thế nào, sau đó chúng ta coi ăn mặc đồ đạc đồ của chúng ta làm sao, sau đó người ta quyết định trả tiền cho chúng ta dựa trên yếu tố vật chất chúng ta biểu hiện. Có quan sát cái này không? Chúng ta nuôi con chúng ta lớn lên cho ăn học cho tất cả mọi cái 20-30 năm trời, sau đó ra ngoài xã hội người ta định con chúng ta dựa trên yếu tố vật chất. Các anh chị có quan sát hiện nay có điều này không ạ? À? Các anh chị có quan sát hiện nay định giá trị của một con người dựa trên điều này không cả nhà? Và ngay cả một số người họ không biết nên họ cũng định giá trị của con người của họ dựa trên yếu tố vật chất, nên cuối cùng á những người xung quanh cũng định họ theo yếu tố đó mà hành đành. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta hiểu được cái khái niệm giàu toàn diện. Nếu chúng ta biết phi vật chất hóa bản thân, nếu chúng ta biết phi vật chất hóa bản thân, đó là chúng ta làm giàu trí tuệ cho bản thân mình hơn, làm giàu tâm thái, làm giàu nhân cách, làm giàu phẩm chất. Thì khi chúng ta đã phi vật chất hóa mình bản thân của chúng ta rồi, thì giá trị con người chúng ta do chúng ta quyết định. Các anh chị, Toàn xin phép Toàn nói lại ha. Chúng ta biết hiện nay giá trị con người chúng ta tự định giá trị con người chúng ta dựa trên yếu tố vật chất. Xã hội bên ngoài cũng định chúng ta dựa trên yếu tố vật chất. Được chưa? Bây giờ chúng ta có kỳ vọng nâng cao giá trị của bản thân chúng ta lên để xứng đáng có những cái cuộc sống tốt đẹp không cả nhà? Chúng ta có kỳ vọng nâng cao giá trị của bản thân chúng ta lên. Để xứng đáng với cuộc sống tốt đẹp không ạ? À? Các anh chị có mong muốn kỳ vọng điều này không? Không có cách nào đơn giản hơn là chúng ta phi vật chất hóa bản thân của mình. Vậy thì lộ trình 21 buổi nâng tầm nhận thức nội tâm nó không phải là một lộ trình đơn thuần mà là một lộ trình phi vật chất hóa bản thân. Toàn xin phép Toàn nói lại, lộ trình 21 buổi nâng tầm nhận thức nội tâm không phải là một lộ trình học đơn thuần nữa, mà đây là một lộ trình phi vật chất hóa bản thân. Hiểu hiểu ý không ạ? À? Toàn nói lại nghe, tại vì Toàn sợ các anh chị không hiểu hết được giá trị của chương trình, lỡ mai các anh chị bỏ lỡ nó rất là uổng cái chương trình của chúng ta. Tại vì chương trình này không phải ai cũng có căn duyên để học. Dù các anh chị có bỏ bao nhiêu tiền hiện tại cũng không có nhiều người có thể giúp cho chúng ta một lộ trình phi vật chất hóa bản thân này. Lớp học của chúng ta đừng nghĩ nó miễn phí mà là phí thì tâm. Giá trị của 21 buổi này có thể sau khi các anh chị kết thúc học xong, các anh chị không thể nào hình dung được dù các anh chị trả bao nhiêu tài chính cũng không thể nhận được nó nếu không có căn duyên. Nên đừng xem thường lộ trình này chỉ là một buổi học đơn thuần mỗi buổi tối, mà nó là cả một lộ trình phi vật chất hóa bản thân của chúng ta
trong 21 buổi. Nếu ai có căn duyên tham gia vào lớp mentor, khi các anh chị thấy cái lớp học này muốn sứ mệnh lan tỏa giá trị phi vật chất hóa bản thân này và đồng thời giúp cho người ta làm giàu toàn diện, các anh chị đăng ký vào mentor phỏng vấn đậu và được học tập, thì các anh chị sẽ được hướng dẫn cái cách giúp cho người khác một lộ trình phi vật chất hóa bản thân và hướng người ta đến giàu toàn diện. Nên lộ trình 21 ngày này, nếu ai thật sự hiểu, nghiêm túc nhất để tìm hiểu, thì các anh chị à, các anh chị đã làm một điều cực kỳ đặc biệt, đó là các anh chị nâng cao giá trị của cá nhân của chúng ta lên một tầm cao mới thông qua một lộ trình phi vật chất hóa bản thân. Nên ai mà đã học rồi, chương trình rồi, các anh chị có hình dung không thể dùng tiền để đổi cái chương trình này được không? Không có biết trả bao nhiêu tiền để có thể học được thế này. Và cuối cùng Toàn đã chọn giải pháp phí thì tâm. Tại vì không định giá được cái chương trình này tới thời điểm này. Và ngay cả 8 tháng hỗ trợ cho các anh chị trở thành những mentor, những chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm, cũng không biết định sao luôn, cuối cùng tặng học bổng. Tại vì không thể định được một lộ trình phi vật chất hóa bản thân như thế nào hết. Đây là một cái rất đặc biệt của chương trình của chúng ta. Nên các anh chị giúp đỡ Toàn đã bắt đầu tham gia, các anh chị giúp đỡ Toàn theo suốt một cái lộ trình để coi quá trình phi vật chất hóa bản thân của chúng ta như thế nào. Được hen. Nên chúng ta không phải vào đây để đơn thuần đâu, mà các anh chị hưởng thụ học tập và làm một lộ trình phi vật chất hóa bản thân để giá trị của con người chúng ta được nâng lên khi chúng ta làm giàu trí tuệ, làm giàu tâm thái, làm giàu nhân cách, làm giàu phẩm chất. Được không ạ? Các anh chị, hiểu cái ý nghĩa của cái này không ạ? Nó thích lắm. Và chính bản thân Toàn còn cũng biết ơn vì các anh chị cho Toàn một cái cơ hội để làm được điều này trong cái chương trình 21 buổi này. Tại vì việc phi vật chất hóa bản thân cho một con người nó rất là cao quý, nó hay lắm. Tại vì nếu mà làm giàu được trí tuệ cho một người, tâm thái của một người, nhân cách của một người, phẩm chất của một người được làm giàu thì nó quá đã. Và giá trị của con người đó nâng lên một tầm cao mới. Ai là người phụ nữ mà chưa lập gia đình hoặc là đã lập gia đình, bản thân mình được phi vật chất hóa trước khi lập gia đình, thì tự nhiên á, sau này á, giá trị con người mình tăng lên. Không phải một người đàn ông nào trong cuộc đời này tùy tiện có thể kết hôn với chúng ta mà không trân trọng cái giá trị con người chúng ta hết. Con của chúng ta, các anh chị có triết lý giáo dục cho con để giúp cho con trưởng thành thì các anh chị cứ ứng dụng. Nếu không có, lấy lộ trình để hướng đến giàu toàn diện này và ứng dụng triết lý giáo dục tận gốc đưa vào lộ trình bồi dưỡng cho con, thì lúc đó các anh chị à, các anh chị đã nâng cao giá trị cá nhân của con trong mắt của người khác ngay khi con chưa có cái gì được gọi là năng lực cao. Bởi vì con đã bộc lộ được là một người giàu trí tuệ, tâm thái, nhân cách và phẩm chất. Sau đó con bồi dưỡng thêm năng lực, thể chất chúng ta bồi dưỡng cho con. Và sau này vật chất con đủ đầy nữa thì giá trị của con trong mắt của người khác hoàn toàn thay đổi. Và thế hệ chúng ta sẽ từng bước tiến hóa, tiến bộ lên, phát triển lên. Và lúc thời điểm đó các anh chị sẽ thấy có thể chúng ta sanh ra không phải là hậu vệ của quý tộc, nhưng có nhất định chúng ta trở thành tổ tiên của quý tộc nếu chúng ta ngay từ đầu phi vật chất hóa bản thân này. Các anh chị nắm ý này không ạ? Nên khi ai chưa có bất kỳ hệ quy chiếu gì, chưa có triết lý để giáo dục con cái, bồi dưỡng cho các con cái chúng ta, thì hãy lấy bảy sự giàu toàn diện làm nền tảng. Nhưng mà lộ trình chúng ta đi là chúng ta kèm theo thể chất của trẻ. Năng lực thì các anh chị có thể cho con học tập để bồi dưỡng. Vật chất thì từ từ con có thể kiếm được. Chúng ta bồi dưỡng cùng với con lộ trình sao ạ? Phi vật chất hóa cái này. Và cuối cùng làm giàu cho trẻ cái trí tuệ, tâm thái, nhân cách và phẩm chất. Được hen. Nắm ý này không ạ? Sanh ra không phải là hậu vệ của quý tộc. Có thể chúng ta không phải là hậu vệ của quý tộc, nhưng nhất định trở thành tổ tiên của quý tộc nếu chúng ta định hướng cái này.
Đó là một câu nói mà các thầy cô nói với Toàn nhiều lần. Đó là có thể bạn sanh ra không phải là hậu vệ của quý tộc, nhưng nhất định bạn sẽ trở thành tổ tiên của quý tộc. Vậy thì quý tộc thật sự khi nào? Các anh chị cả giàu cả phi vật chất và vật chất, chứ làm gì chúng ta có thể giàu nhiều đời được nếu chỉ giàu vật chất. Có thể chúng ta sanh ra không phải là hậu vệ của quý tộc, nhưng nhất định trở thành tổ tiên của quý tộc. Được hen. Rồi, chúng ta hiểu cái phi vật chất hóa cách làm như thế nào. Cách làm như thế nào các anh chị đừng quan tâm. Bắt đầu chúng ta quay lại cái chữ này. Chữ này các anh chị bắt đầu quay lại giúp Toàn. Vật chất hóa phi vật chất. Vật chất hóa phi vật chất. Vật chất hóa phi vật chất. Anh chị nào mà đang có một cái điều kiện sống về vật chất rất tốt, bối cảnh gia đình càng tốt hơn, thì các anh chị càng phải phi vật chất hóa bản thân của mình để các anh chị duy trì và phát triển được cái sự thịnh vượng của gia đình mình nhiều thế hệ. Nếu không thôi, chỉ có tiền thôi, có năng lực giỏi thôi, thì không đảm bảo được lưu truyền nhiều thế hệ sau. Nên việc phi vật chất hóa bản thân rất quan trọng. Người mà không đủ điều kiện về vật chất, các anh chị càng phải phi vật chất hóa bản thân. Mà người mà đủ đầy vật chất thì càng càng phải phi vật chất hóa bản thân. Tại sao? Bởi vì các anh chị đủ đầy vật chất mà khi giàu, làm giàu trí tuệ, làm giàu tâm thái, làm giàu nhân cách phẩm chất nữa, nó thiệt quý. Nhân nhiều thế hệ sau, 7 đời nữa chúng ta còn thịnh vượng. Nếu các anh chị làm được điều này, và kỳ vọng đất nước Việt Nam chúng ta sẽ thay đổi dần 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 khi chúng ta đưa được triết lý này thấm nhuần trong mỗi gia đình để làm nền tảng giáo dục cho con cái. Đó là định hướng con trở nên giàu toàn diện. Và trước khi con ra ngoài xã hội để bươn chải ngoài xã hội thì chúng ta đã phi vật chất hóa bản thân của con hết rồi. Làm giàu trí tuệ, làm giàu tâm thái, làm giàu nhân cách, làm giàu phẩm chất cho con hết rồi. Thì lúc đó các anh chị sẽ thấy nhiều thế hệ sẽ thay đổi trong tương lai. Kỳ vọng dự án chúng ta đi như thế này khoảng 4-9 năm. Chúng ta đi như thế này khoảng 20 năm. Toàn nghĩ là đi 20 năm kỳ vọng sẽ ảnh hưởng được một phần nào đó của xã hội về cái việc triết lý giáo dục con cái chúng ta là theo triết lý giáo dục tận gốc. Đó là nhằm định hướng con người. Nhằm nâng tầm nhận thức nội tâm và nâng tầm bậc trí tuệ cho con người, định hướng con người trưởng thành tận cùng đến sự trưởng thành của con người là 7 sự giàu toàn diện này. Rồi mang đến nguồn năng lượng an vui, bao dung, trân trọng, biết ơn để cho cuộc sống con người trở nên đơn giản, vui vẻ, tin tưởng và nhẹ nhàng hơn. Thì từ từ những ngày tới Toàn sẽ giao lưu với các anh chị sâu hơn. Nhưng tóm lại, hãy cho mình một cái cơ hội phi vật chất hóa bản thân trong 21 buổi này. Được không cả nhà? Nếu các anh chị cho mình cơ hội đó, thì các anh chị giúp đỡ Toàn cho một tràng pháo tay thật lớn để gì chúng ta cho mình một cái cơ hội để phi vật chất hóa bản thân của chính mình trong 21 buổi này. Được hen. Rồi, vậy thì bắt đầu để làm được điều đó thì chúng ta hiểu được khái niệm được gọi là vật chất hóa phi vật chất. Chúng ta bắt đầu quay trở ngược lại. Trí tuệ của con người, nếu góc nhìn này thì trí tuệ là phi vật chất hay là vật chất cả nhà? Nếu góc nhìn này chúng ta đang nói thì trí tuệ là vật chất hay là phi vật chất ạ? Phi vật chất. Tâm thái cũng vậy, nhân cách cũng không thay đổi và phẩm chất cũng không đổi luôn. Cũng là phi vật chất. Vậy thì những gì phi vật chất hình như nó vô hình trong mắt của mình hay sao á? Các anh chị có để ý không ạ? Nếu là phi vật chất thì có phải nó vô hình trong mắt của chúng ta không?
cái gì hữu hình trong mắt của chúng ta thì chúng ta đơn giản muốn sở hữu thì tìm cách sở hữu được. Nhưng mà những gì vô hình thì muốn sở hữu thì sao sở hữu đây ta? Cả nhà thấy thấy đúng không? Những gì hữu hình, ví dụ như giờ chiếc xe chúng ta muốn sở hữu nó thì cũng biết chiếc xe gì kiểu sao, chúng ta nỗ lực nhất cỡ nào cũng có thể có vật chất đó. Những yếu tố phi vật chất, người tâm thái kiểu sao, trời, nhân cách làm sao, người ta nói gì thôi chứ người ta nói ông bà mình nói sống phải có nhân cách kiện toàn ngang, sống phải phẩm chất phải ưu tú, có nhân lễ nghĩa chí tín, con người mình sống phải an vui, phải bao dung cho con người, phải trân trọng biết ơn cuộc sống này, phải có trí tuệ à. Nhưng mà không ai nói cho chúng ta trí tuệ là gì, tâm thái là sao, nhân cách là gì, phẩm chất thế nào. Nếu nó gõ mồn một trong tâm trí của chúng ta, nó gõ hết, nó hữu hình trong tâm trí của chúng ta, thì các anh chị nghĩ việc sở hữu nó đơn giản hơn không ạ? Các anh chị, nếu nó hữu hình trong tâm trí của chúng ta thì việc sở hữu nó đơn giản hơn không? Anh nhà các anh chị cảm nhận được nếu nó hữu hình trong tâm trí chúng ta thì việc sở hữu sao? Nó quá đơn giản. Vậy thì nếu muốn làm được điều này thì chúng ta phải vật chất hóa đó. Vậy thì chúng ta bắt đầu vật chất hóa trí tuệ đi, vật chất hóa tâm thái, vật chất hóa nhân cách, vật chất hóa phẩm chất, có thể an vui, chúng ta vật chất hóa an vui để cho con người có thể không nhìn thấy nhưng còn cảm thấy, nhận thấy, chứ đâu phải chỉ nhìn thấy. Các anh chị nắm ý này không à? Vậy thì nếu chúng ta vật chất hóa được cái yếu tố phi vật chất thì chúng ta sẽ lúc đó chúng ta sẽ phi vật chất hóa được bản thân. Các anh chị ghi câu đó vào giúp Toàn đi. Nếu chúng ta vật chất hóa được các yếu tố phi vật chất thì lúc đó chúng ta đã phi vật chất hóa bản thân. Nếu chúng ta vật chất hóa được yếu tố phi vật chất thì chúng ta đã phi vật chất hóa bản thân. Và phước báo lắm cả nhà. Có những cao nhân, những thiện đại tri thức đã giúp đỡ cho chúng ta cái công thức để vật chất hóa phi vật chất. Nên những ngày tới thật sự là những ngày hưởng thụ học tập. Và chính bản thân Toàn đã làm chương trình này suốt hơn 9 năm, gần 10 năm. Thì Toàn cảm nhận được cái sự vi diệu của cái công thức này. Đó là vật chất hóa những yếu tố phi vật chất. Và càng ngày nó càng rõ hơn trong tâm trí của chúng ta. Có thể chúng ta không nhìn thấy nó, nhưng chúng ta có thể cảm thấy, nhận thấy nó, và đơn giản để chúng ta sở hữu. Thì những ngày tới đây là những ngày Toàn sẽ dần dần vật chất hóa những yếu tố phi vật chất, và cũng là gián tiếp phi vật chất hóa yếu tố phi vật chất hóa bản thân cho các anh chị. Có nghĩa là khi Toàn vật chất hóa yếu tố phi vật chất thì lúc đó cái công thức sao thì tính sao, lúc đó các anh chị sẽ nhận thấy nó được, cảm thấy nó được, và các anh chị mong muốn sở hữu, thì vừa sở hữu cái là chúng ta đã phi vật chất hóa bản thân. Ví dụ Toàn vật chất hóa ra an vui, các anh chị bắt đầu ô tôi muốn an vui, các anh chị lấy nó một cái thì có phải ngay tức khắc tâm thái an vui nó hiện trong con người chúng ta không cả nhà? Tâm thái an vui nó có trong con người chúng ta không? Vậy thì ngay tức khắc chúng ta đã phi vật chất hóa bản thân chưa? Cái bắt đầu chúng ta an vui bên chồng, bên vợ, an vui trong cái cuộc sống này nói chung, thì lúc đó chúng ta đã phi vật chất hóa bản thân rồi. Toàn vật chất hóa cái nguồn năng lượng của trân trọng biết ơn, cái tâm thái trân trọng biết ơn nó nhập vào các anh chị. Các anh chị muốn sở hữu nó và nhập vào thì tự nhiên các anh chị bước ra ngoài, từ đó trở đi chúng ta phi vật chất hóa bản thân, cái người ta nhìn chúng ta thấy là gì, ô sao người này có nguồn năng lượng trân trọng biết ơn quá ta, tâm thái khác biệt liền, và các anh chị đã thay đổi được cái tương tác xã hội liền ngay tức khắc được ha. Hiểu ý nghĩa của cái vật chất hóa phi vật chất không?
Vậy thì nếu chúng ta làm được hai điều này thì theo các anh chị chúng ta đã ứng dụng được nguyên lý ánh sáng vào trong cái cuộc đời của mình chưa ạ? Các anh chị, chúng ta ứng dụng được nguyên lý ánh sáng trong cuộc đời của mình chưa ạ? Đã ứng dụng được và thắp sáng ngọn đèn trong cái cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đã thắp sáng được cái các ngọn đèn trong cuộc đời này. Và đây là chính thức ứng dụng nguyên lý ánh sáng. Sau đó cái trong giao tiếp tương tác con người, chúng ta cũng ứng dụng luôn cái nguyên lý ánh sáng. Nên những ngày tới đây á, nếu các anh chị hỏi Toàn giải quyết vấn nạn của các anh chị sao, thì Toàn chia sẻ với các anh chị thông cảm cho Toàn. Toàn không hỗ trợ giải quyết vấn nạn cho các anh chị. Tại vì nếu Toàn giải quyết vấn nạn cho các anh chị là đồng nghĩa với Toàn làm gì ạ? À? Toàn làm gì các anh chị? Toàn đang nỗ lực lấy bóng tối. Vậy thì khi nỗ lực lấy bóng tối thì nó sao cả nhà? Đi ngược với nguyên lý. Nỗ lực lấy bóng tối là đi ngược với nguyên lý. Vậy thì những gì chúng ta đi nó ngược rồi, thì làm sao chúng ta có thể làm được nữa? Nhưng mà ô, vậy thì vấn nạn tôi đang bị mà không có giải quyết nó thì làm sao vấn nạn hết? Thì đó là một cái bí mật của chương trình này. Đó là một bí mật rất lớn của chương trình này. Đó là chúng ta thắp sáng ngọn đèn trí tuệ, ngọn đèn tâm thái, và chúng ta đưa ánh sáng vào thì thuận duyên nó tự tan biến cái đó. Đó là một lộ trình các anh chị. Đó là một lộ trình. Toàn xin phép các anh chị Toàn dùng cái từ lộ trình để cho các anh chị nắm bắt. Và nó là một lộ trình. Được không ạ? Chúng ta hiểu được cái nguyên lý này chưa cả nhà? Các anh chị hiểu được nguyên lý ánh sáng và cách ứng dụng trong cuộc đời chưa? Các anh chị có thể xác nhận giúp Toàn cái là các anh chị thấu hiểu cái này cái, thì chúng ta sẽ bước qua cái nguyên lý khác. Các anh chị xác nhận giúp Toàn cái chúng ta bước qua nguyên lý khác. An, Toàn ôm lại nhẹ ăn cái cho chúng ta các anh chị. Nguyên lý ánh sáng thì Toàn mượn một cái căn phòng tối để đại diện cho cái ý này. Thì một là chúng ta lấy bóng tối ra, hay là đưa ánh sáng vào. Bởi vì ánh sáng và bóng tối nó tồn tại nhưng không thể song song, hai mặt đối lập với nhau mà. Nên khi á, là ánh sáng có thì bóng tối sẽ tự tan biến. Được chưa? Nè, thì khi mà ánh sáng có thì bóng tối nó tự tan biến. Vậy thì nỗ lực biến bóng tối thì bóng tối nó cũng tái lại thôi. Thay vì vậy chúng ta đưa ánh sáng đi. Cái bắt đầu Toàn liên đến cuộc đời của một con người. Các cao nhân chỉ điểm cho chúng ta có bốn cái lĩnh vực chúng ta cần phải nắm bắt tay: nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ và tài chính. Nếu chúng ta đi giải quyết vấn đề hoài suốt trong cuộc đời thì mãi mãi chúng ta bị chôn vùi trong vấn nạn. Được không? Rồi, vậy thì chúng ta bắt đầu đưa ánh sáng lên bằng cấp thắp 7 ngọn đèn làm giàu. Thay vì chúng ta giải quyết vấn nạn của nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ và tài chính, chi bằng chúng ta sẽ làm giàu trí tuệ, làm giàu tâm thái, làm giàu nhân cách, làm giàu phẩm chất, làm giàu năng lực, làm giàu thể chất, làm giàu vật chất. Và hai yếu tố này, các yếu tố này nó làm sao đây? Chúng ta mới phân tích sâu vô là yếu tố của vật chất và phi vật chất. Và nhiệm vụ của chúng ta trong những ngày này đó là phi vật chất hóa bản thân của chúng ta. Và nhiệm vụ của Toàn là vật chất hóa yếu tố phi vật chất này. Rõ nghe, rất rõ nhiệm vụ với nhau. Nhiệm vụ của các anh chị là phi vật chất hóa bản thân. Còn nhiệm vụ của Toàn là vật chất hóa yếu tố phi vật chất này để cho các anh chị vật chất hóa được bản thân. Được không ạ? Nắm không? Nắm không? Nè, làm lại ha. Nhiệm vụ của các anh chị là phải phi vật chất hóa bản thân trong cái lộ trình này.
Còn nhiệm vụ của Toàn là làm gì? Nhiệm vụ của Toàn là làm gì? Đó là vật chất hóa yếu tố phi vật chất để các anh chị cảm thấy, nhận thấy nó và các anh chị muốn sở hữu nó. Thì khi các anh chị vừa sở hữu là các anh chị đã phi vật chất hóa được bản thân. Nên cho phép Toàn dẫn dắt một lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm để các anh chị trở nên giàu toàn diện. Cho phép Toàn là dẫn dắt các anh chị một lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm để chúng ta trở nên giàu toàn diện. Được không? Được cái ý này không ạ? À? Đó là những thông tin bước đầu tiên mà chúng ta cần tìm hiểu về nguyên lý. Chút xíu nữa chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu nguyên lý tiếp theo. Nhưng bây giờ thì để cái khoảng thời gian mới bước đầu học tập mà, nên để khoảng thời gian thoải mái cho tất cả các anh chị, thì Toàn xin phép mời các anh chị thưởng thức âm nhạc của Quýt, âm nhạc chuyển hóa tâm thức. Đây là các âm nhạc mà các học viên sau khi học tập cảm thụ nó và sáng tác, và chúng ta có những ca sĩ, nhạc sĩ để hỗ trợ cho chúng ta cái âm nhạc này. Và chúng ta có đâu nhiều bài hát lắm các anh chị, có ca cổ, có nhạc dân ca, nhạc trẻ, có nhiều cái lắm. Nên là Toàn mời các anh chị thưởng thức. Toàn mời các anh chị thưởng thức âm nhạc nghe cả nhà. Rằng không bao giờ tôi nhận được điều ấy, thế nhưng mà tôi được nên thấy lòng sướng vui, lòng bồi hồi nội tâm vô cùng cảm động, lòng dằn lòng từ nay trân trọng và biết ơn. Như thế rồi từng ngày như thế người vẫn cho tôi, rồi từng ngày như thế và từng ngày như thế tôi hiển nhiên có được điều ngờ rằng không có nay đã thành hiển nhiên, điều mà người cho tôi đã trở thành hiển nhiên. Thấy hiển nhiên xuất hiện thì không còn ơn nghĩa, biết ơn và trân trọng tan biến từ bao giờ. Rồi một ngày người kia không còn cho tôi nữa, là ngày mà lòng tôi oan trách người không nguôi. Đừng buồn lòng như thế, đừng vội vàng oan trách. Này hỡi tôi ơi, cuộc đời từ cơm áo và nhiều điều như thế đâu hiển nhiên có được. Lòng dằn lòng xin hãy sống với tình biết ơn, là mình đã thấu hiểu nỗi tâm và an vui. Rằng không bao giờ tôi nhận được điều ấy, thế nhưng mà tôi được nên thấy lòng sướng vui, lòng bồi hồi nội tâm vô cùng cảm động, lòng dằn lòng từ nay trân trọng và biết ơn. Rồi từng ngày như thế, rồi từng ngày như thế, người vẫn cho tôi, rồi từng ngày như thế
và từng ngày như thế tôi hiển nhiên có đường. Điều ngờ rằng không có nay đã thành hiển nhiên, điều mà người cho tôi đã trở thành hiển nhiên. Thấy hiển nhiên xuất hiện thì không còn ơn nghĩa, biết ơn và trân trọng tan biến từ bao giờ. Rồi một ngày người kia không còn cho tôi nữa, là ngày mà lòng tôi oan trách người không nguôi. Đừng buồn lòng như thế, đừng vội vàng oan trách. Này hỡi tôi ơi, cuộc đời từ cơm áo và nhiều điều như thế đâu hiển nhiên có đường. Lòng dằn lòng xin hãy sống với tình biết ơn, là mình đã thấu hiểu nỗi tâm và an vui. Lòng dằn lòng xin hãy sống với tình biết ơn, là mình đã thấu hiểu nỗi tâm và cội nguồn em là
Biết ơn cả nhà đã thưởng thức âm nhạc mà cảm thấy thích. Nhiều học viên đã sáng tác âm nhạc cho chúng ta, sáng tác những bài hát. Thích lắm. Cả cụ thể hiện tại chưa biết bao nhiêu bài, và không gần toàn chưa thống kê, nhưng cũng không dưới 50-60 bài gì đâu. Dạ. Những ngày tới toàn tạo điều kiện cho các anh chị hưởng thụ cái âm nhạc chuyển hóa tâm thức. Có nhiều bài các anh chị có thể lên kênh YouTube, các anh chị đánh âm nhạc chuyển hóa tâm thức. Chúng ta tiếp tục lộ trình nha cả nhà. Đó là các anh chị cùng với Toàn tìm hiểu một cái nguyên lý, đó là nguyên lý kích hoạt não. Để làm sao chúng ta học một lần mà chuyển hóa trọn đời. Các anh chị ghi câu đó giúp Toàn. Đó là học một lần chuyển hóa trọn đời. Học một lần chuyển hóa trọn đời và ứng dụng trọn đời. Học một lần và chuyển hóa trọn đời và ứng dụng trọn đời. Đó là cái tâm niệm của Toàn rất lớn trong các chương trình của WIT. Đó là học một lần ứng dụng, học một lần ứng dụng trọn đời và chuyển hóa trọn đời, hoặc là học một lần chuyển hóa trọn đời. Dạ. Thì để làm điều đó thì chúng ta phải thuận theo một cái nguyên lý được gọi là nguyên lý kích hoạt não. Sự sâu xa của nguyên lý này thì chúng ta chưa đủ khái niệm để hiểu tại sao nó làm được như vậy. Nhưng Toàn muốn các anh chị có một cái niềm tin trước tiên là làm theo nó trước. Các anh chị thực chứng nó, có nghĩa là 21 buổi là cơ hội để chúng ta kích hoạt não của chúng ta. Kích hoạt sao? Thì nó đơn giản lắm. Đó là các anh chị chỉ cần mỗi buổi trôi qua, các anh chị tổng hợp giúp Toàn bài học. Ví dụ như các anh chị ghi chép gì không biết, nhưng mà cuối của các ghi chép các anh chị ghi chữ bài học, tâm đắc. Và ngộ ra. Bài học á thì có ý nghĩa là những gì mới mà chúng ta học tập á, là chúng ta gọi là bài học. Điều tâm đắc là chúng ta có thể ứng dụng cái điều đó trong cuộc sống của chúng ta sau này. Và ngộ ra là những gì mà các anh chị nghi vấn, trăn trở, có lời giải cho cái đó, có lời giải cho cái nghi vấn, trăn trở của chúng ta.
là những gì có lời giải cho cái nghi vấn trăn trở của chúng ta, thì đó là những gì các anh chị ngộ ra. Thì thay vì hàng ngày 21 buổi này các anh chị học tới đâu, các anh chị cảm giác có bài học gì, điều gì các anh chị có thể ứng dụng trong tương lai, và các anh chị đã trăn trở điều gì mà có lời giải cho nó, thì chúng ta tổng kết lại cái bài học tâm đắc ngộ ra. Ngày nào cũng như ngày nấy, chúng ta tổng kết nó trong cuối ngày. Sau đó ngày hôm sau, cái toàn mời các anh chị nào đó có bài học tâm đắc ngộ ra, các anh chị giơ tay lên, các anh chị chia sẻ cho hết thảy những người trong Zoom này nghe. Nếu các anh chị mong muốn chia sẻ, còn không có thì các anh chị nói với con mình, nói với chồng mình, nói anh tối hôm qua em có bài học này hay lắm, có điều này em tâm đắc lắm mà em ngộ ra được điều này, cái mình nói với chồng con mình nghe. Cái ngày hôm sau cái mình nói nữa, ngày hôm nữa mình nói, ngày nữa mình nói luôn liên tục 21 buổi. Cái sau này trong cuộc sống á, hàng ngày có bài học gì, có điều tâm đắc gì, có điều ngộ ra gì, các anh chị bắt đầu đưa vào, và chúng ta tập trung tìm bài học những gì tâm đắc và ngộ ra hàng ngày trong cuộc sống, và chúng ta không tìm bất kỳ cái gì khác nữa. Anh chị đọc cuốn sách có bài học gì, điều tâm đắc gì ngộ ra, nói chuyện với một người có bài học gì, ví dụ như các anh chị vừa giao lưu với bạn của mình xong rồi các anh chị nói trời bữa nay giao lưu với mày tao tâm đắc quá, thầy xin lỗi các con là thầy dùng cái từ mày nói gì bạn thân với nhau, nay tao vô lưu giao lưu với mày với bạn tôi tâm đắc quá, cái tâm đắc điều gì, nói trời nãy giờ nói chuyện bạn làm cho tôi ứng dụng được này trong tương lai. Ồ, cái này tôi trăn trở lâu lắm rồi mà ngày hôm nay mới có lời giải, biết ơn biết ơn biết ơn. Thì qua thời gian á, tự nhiên cái não chúng ta nó sẽ kích hoạt, nó hướng về ánh sáng, nó sẽ hướng chúng ta về ánh sáng. Và ở đây có rất nhiều anh chị đã ứng dụng nó và trải qua nhiều thời gian học tập á, có phải cuộc sống chúng ta nó đã đổi từ khi chúng ta tổng kết được bài học tâm đắc mà ngộ ra hàng ngày không cả nhà? Có để ý này không ạ? À? Các anh chị học viên cũ á, các anh chị có để ý không? Và hàng ngày các anh chị đều có bài học hàng ngày và muôn vàn bài học. Nếu ai mà hiểu được thì trải qua lộ trình 21 buổi này, các anh chị là mentor, các anh chị là master, nếu ai nhúng mình vào lộ trình 21 buổi này, các anh chị có thể tổng kết bài học điều tâm đắc mà ngộ ra, thì tôi khẳng định với các anh chị nó không dưới 1.000, hơn nó không bao giờ dưới 1.000 bài học trong suốt 21 buổi này, là nó có khoảng hơn 1.000 bài học điều tâm đắc mà ngộ ra, hơn 1.000. Ví dụ như con người chúng ta quy định về cái cuộc sống của chúng ta sẽ chuyển hóa và thay đổi. Khi chúng ta có đủ bài học thì chúng ta sẽ chuyển hóa và thay đổi. Vậy thì quy định cuộc đời của một con người, không có ai quy định bao nhiêu bài học, nhưng theo thống kê thì cứ khoảng cỡ 10.000 bài học là chúng ta sẽ chuyển hóa toàn diện cuộc đời của mình ở bốn khía cạnh: nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ và cả tài chính. Cả khoảng 10.000 bài đi, bài học và điều tâm đắc mà ngộ ra điều gì đó trong bốn lĩnh vực, thì chúng ta học tập tại quyết, thì toàn khẳng định với các anh chị thời gian ngắn các anh chị có được trong vòng 6 đến 8 tháng các anh chị có cả 10.000 bài học đó. Nên cái tốc độ trưởng thành của chúng ta nó vượt xa rất nhiều so với rất nhiều người đi học khắp nơi. Và trong thời gian mấy tháng học ở quyết thì tương đương các anh chị đã học mấy chục năm trời, bởi vì chúng ta đã được ứng dụng nguyên lý kích hoạt não vào trong có quá trình học tập. Chúng ta không tập trung vào những cái gì không không có bài học chúng ta nói, và chúng ta tập trung vào bài học điều tâm đắc mà ngộ ra tổng kết hàng ngày, và một ngày nào đó các anh chị lấy cái sổ mà bài học tâm đắc ngộ ra ra thì các anh chị phát hiện ra ú mình đã trưởng thành như vậy sao ta. Tại vì con cái chúng ta không thể nào biết được chúng ta đã thay đổi như sao trong nhiều năm. Thay vì á thì con để con cái ngưỡng mộ các anh chị chi bằng thì để cho con học tập quá trình trưởng thành của các anh chị. Các anh chị trưởng thành dựa trên tổng hợp bài học tâm đắc và ngộ ra, cái rảnh thời gian vài năm các anh chị viết sách, các
các anh chị vài năm, các anh chị viết sách và tự nhiên các anh chị sẽ thấy sau này cuộc đời các anh chị tổng hợp những bài học điều tâm đắc và ngộ ra và tạo được giá trị cho xã hội, được không? Các anh chị nắm ý Toàn vừa chia sẻ không? Thay vì để cho con của mình ngưỡng mộ cái thành công của các anh chị, hay là để cho người khác ngưỡng mộ thành công của chúng ta, thì chi bằng cho họ học tập quá trình trưởng thành của chúng ta thông qua việc hàng ngày chúng ta đã có bài học gì tâm đắc ngộ ra, các anh chị ghi lại. Sau đó tự nhiên não bộ nó kích hoạt, nó sẽ kích hoạt và dần dần tự nhiên ánh sáng nó sẽ tràn ngập trong tâm trí của chúng ta. Lời nói, suy nghĩ, hành động của chúng ta từ từ các anh chị thấy nó khác biệt lớn. Và Toàn không giải thích hết toàn bộ cái lý do này bởi vì chưa đủ khái niệm để giải thích. Toàn cần một số anh chị có một cái niềm tin tương đối và sự phối hợp với Toàn. Đó là bài học gì, tâm đắc gì, ngộ ra cái gì. Và để thử nghiệm đó, thực nghiệm đó, thì Toàn ngay và liền luôn. Toàn có thể mời một số anh chị có bài học gì không? Có điều tâm đắc gì không? Có gì ngộ ra không? Các anh chị giơ tay. Cái Toàn xin mời hoài, mời một vài anh chị. Một vài anh chị lên chia sẻ. Thì để làm chi? Để chúng ta thực thực hiện cái này. Được không cả nhà? Hàng. Ở đây có Diệu Vũ nè. Con gái hả? Con gái nhỏ giơ tay ha. Có Diệu Vũ nè. Xin mời bạn. Em biết ơn thầy đã cho em được chia sẻ. Em chào cả nhà. Thưa thầy, em hôm nay em có một bài học, đó là nguyên lý về ánh sáng và em rất là thích cái nguyên lý này. Ban đầu thì em thấy nó rất là đơn giản. Bởi vì nếu như căn phòng tối thì chỉ cần bật đèn lên là sáng. Vậy thì nếu như tâm trí của chúng ta tối thì chỉ cần là chúng ta suy nghĩ về một hướng tích cực. Ví dụ như con gái em này, em đang suy nghĩ là con mình có những điểm ưu điểm thì đó chính là ánh sáng. Học sinh của mình có ưu điểm thì đó chính là ánh sáng. Chồng của mình cũng có những ưu điểm, đó chính là ánh sáng. Vậy tại sao từ xưa đến giờ mình cứ chú ý đến khuyết điểm? Mình cứ thấy con viết chữ xấu thì mình rèn. Mình thấy con mình hỗn láo thì mình chửi. Xong mình thấy chồng mình hay cằn nhằn thì mình la. Xong mình thấy học sinh của mình cá biệt thì mình chán. Thế thành ra mình chán đời luôn thầy ạ. Được, 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 Thế là ngon. hôm nay em học được bài học tâm đắc nhất, đó là khi mà mình căn phòng tối, dù có tối 33 năm nay có tối, nhưng mà ngày hôm nay mình học được thì mình chỉ cần ấn nút điền lên thôi. Nên nếu như mà cuộc đời của ai mà có tối 60 năm hay là 10 năm thì cũng chỉ cần bật nút đèn lên thôi. Đúng Chỉ cần rồi. Hay bật nút lắm đèn. đó, biết được điều đó hay lắm đó. Bây giờ dù nơi đó có tối hàng ngàn vạn năm, chỉ cần mở đèn lên là nó sáng, chứ không có luận thời gian con người đã khó khăn bao nhiêu lâu, gian truân bao nhiêu lâu, mà ngay tức khắc đưa ánh sáng vào là sáng, chứ không có khái niệm sẽ trải qua thời gian bao lâu. Bởi vì thời gian thắp đèn nó mới là quan trọng, chứ không phải là thời gian ánh sáng nó có, nó sẽ xua tan bóng tối liền, chứ không phải cần thời gian để xua bóng tối. Dạ, em biết ơn thầy ạ. Em cũng Hiểu đang được nghĩ điều là đó là mừng lắm đó. dạ vâng, và cái thời điểm mà em thấy chia sẻ về nguyên lý ánh sáng em thích lắm. Tại vì em đang suy nghĩ là nếu như bây giờ mà mình mới chỉ biết được là thầy nói là mình bật đèn lên cho sáng. Vậy thì bây giờ mình công việc của mình là tìm ánh sáng thôi. Làm thế nào để ánh sáng nó sáng hơn? Mình mất cái Làm thế thời nào gian để thắp đèn thôi. Còn đã À thắp đúng đèn rồi. mà giữ nó rồi là cuộc đời mình xong. Vâng. Thế em mới suy nghĩ là vậy thì bây giờ mình đổi đời rồi. Mình không còn chán đời nữa. Thì bây giờ mình yêu đời bằng cách nào? Thì mình sẽ tìm tìm điểm tốt của con để mình yêu. Tìm tốt của chồng để mình yêu. Tìm tốt điểm học sinh của mình yêu. Tìm cái nghề của mình thích chỗ nào mình yêu. Và em cảm thấy rằng ngay cả khi bây giờ mình đang thở như này mình cũng thấy yêu rồi. Cuộc sống đang bình thường mình cũng thấy yêu rồi. Có điều thứ hai nữa là em ngộ ra được cái bài học về nguyên lý thuận chiều mong muốn. Đó là cái con thuyền ấy. Lúc mà thầy giảng bài, thầy nói là con thuyền xuôi dòng ngược dòng. Sao em thấy nó dễ quá vậy? Nó quá đơn giản đấy, cuộc đời mỗi người. Nhưng khi ngẫm lại thì em thấy thì ra là mình toàn đi ngược dòng thôi. Thì Nhiều khi mình mình cứ đó, nghĩ.
Thì em nói với chị là mình, nếu mình luận theo dòng nước đó thì có phải mình đang đi ngược nguyên lý ánh sáng không? Dạ đúng. Có phải mình tự nhiên mình làm khó mình không? Đúng ạ. Thì bây giờ mình thuận lại thì coi như cuộc đời thuận vọng. Nhưng mà nhiều khi Dạ sống trong bóng tối quen quá, cái ánh sáng sáng quá chịu không nổi đúng. nên thích 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 tối. Sống đâu đâu nhiều thì quen thôi. Nên là chị nhìn thấy những điểm không tốt của con người nhiều quá, tới khi nhìn lại điểm tốt á, cái người ta nói sao không tin mà người này thay đổi được như vậy. Vâng ạ, em rất là biết ơn thầy. Với cả thầy có biết gì không, em đang ngộ ra một điều, đấy là chính bản thân mình cũng là ánh sáng. Nếu như mà mình luận được là người khác cũng là ánh sáng, khi mình nhìn theo cái nghĩa là họ có ưu điểm thì chính bản thân mình cũng có ưu điểm mà. Vậy tại sao mà mình vì khuyết điểm của người khác mà mình trở nên tối đi? Tại vì em nhiều khi em thấy em cũng đáng yêu lắm, nhưng mà bởi vì ông chồng cằn nhằn nhiều quá nên mình phải la ông đấy. Ôi thế trời, thế giờ ông ấy tối mình cũng tối luôn. Nên bây giờ mình nghĩ lại rồi, bởi vì bản thân mình là ánh sáng thì mình phải đem ánh sáng đến cho mọi người. Còn nếu như mình nghĩ là bởi vì mọi người bóng tối nên tôi mới bóng tối, bởi vì mọi người có vấn đề nên tôi mới có vấn đề, thì thành ra là bóng tối gặp bóng tối thì nó không thể sáng được. Nên em suy nghĩ là nếu như mà mình nghĩ được rằng là em cũng là một ánh sáng và em cũng cần phải lan tỏa ánh sáng này đi, và em làm lớn cái ưu điểm của em lên để ai gặp em cũng vui á, để ai gặp em cũng cười á, để ai gặp em cũng cảm thấy hạnh phúc á. Em đang suy nghĩ là thầy là một cái ánh sáng lâu dài á, em đang gần thầy em cảm thấy em đang sáng lên đấy thầy ạ. Em không biết gì chứ gần chị sáng lắm. Là đấy. Hello con gái, có nói gì vài câu với cả nhà không con? Con Hello chào thầy. con, có nói gì vài câu không? Con biết ơn thầy. Con tên là con gái của em tên là, con tên là gì nhỉ? Con nói rõ ràng nè. Nghe Con ông nói gõ luôn, mẹ dịch giùm rõ cái mẹ. Dạ, con gái Bùi em tên là Thiên, Bùi Bùi Chân Phúc ạ. Bùi Chân Phúc khen. Vâng, chân là CH thầy ạ. À, chân CH là chân tâm á, chân thật Vâng. á. Vâng ạ, à, tại cái lần mà em đẻ con em ấy, em cứ nghĩ là ai sống chân thật thì sẽ được hạnh phúc, nên thành ra em rất thích cái tên này. Và khi con em bắt đầu mà em cảm nhận được con em ở trong bụng ấy, em cứ cảm giác là khi đứa con này ra đời chắc chắn nó sẽ rất hạnh phúc. Và nó tuyệt vời lắm thầy ạ, chính con em là người làm cho em cảm thấy rất hạnh phúc. Lúc nào nó cũng vui vẻ thôi. Mà có một cái điều là khi em buồn hay là em vất vả hay là em cảm thấy mệt mỏi, em nhìn con em tự nhiên em thấy nhẹ lòng lắm. Bạn này này thầy, hôm nay có một cái điều nữa mà em cũng muốn chia sẻ với thầy với cả lớp là tự nhiên cái thời điểm mà thầy chia sẻ về nguyên lý ánh sáng ấy, mắt em cũng sáng lên và em thấy cuộc đời, trời ơi, từ trước đến giờ nếu như mình đang đi một con đường tối mà phía trước của mình có ánh sáng thì có phải con đường đấy đi nó sẽ rất rõ ràng. Hôm nay thầy chia sẻ về hai nguyên lý em thấy nó rất là đơn giản, nhưng mà nếu như áp dụng vào trong cuộc đời mà mình thấy rằng nếu như mà trong hôn nhân nó cũng có nguyên lý ánh sáng như thế, trong công việc cũng có nguyên lý ánh sáng thuận chiều như thế, trong cuộc sống cũng có nguyên lý ánh sáng thuận chiều như thế, nếu như mình biết được tất cả cái điều đó thì có phải mình có cuộc sống hạnh phúc không? Đây hôm nay em chỉ học có tiết một của thầy lần đầu tiên thôi, nhưng mà em đang hy vọng là em sẽ được học những nguyên lý ánh sáng về hôn nhân, về cuộc sống, về về sự nghiệp, về công việc của em. Em muốn là sắp tới, ngay từ lúc này em muốn ánh đèn nó thật sáng lên. Thực sự là em muốn ánh đèn sáng lên, bởi vì nhiều lúc thầy có biết không, em tự an ủi cuộc đời của mình á. Em cứ nghĩ đấy là ánh sáng thôi, nhưng đấy là em đang an ủi. Nhưng mà ngày hôm nay thì em hiểu rồi, mình không phải cố gắng để chèo thuyền nữa, mà bởi vì mình đã biết được rằng mình đang đi ngược, ngược nguyên lý, ngược dòng, nên mình mới cố gắng nỗ lực. Nên nhiều khi mình mệt mỏi á, nhưng mình cứ cố gắng nỗ lực, cố gắng nỗ lực hơn nữa. Nhưng ngày nay em không làm thế nữa rồi thầy ạ. Em sẽ tìm cách làm sao đi thuận chiều nhẹ nhàng, sống nhẹ nhẹ nhàng nhàng ấy thầy, sống vui vẻ. Em rất là biết ơn thầy hôm nay đã cho em chia sẻ, biết ơn cả nhà đã lắng nghe. Con chào thầy đi. Bye con. Ai biết ơn chị. Được ai thắp sáng ngọn đèn lên. Trời, đàn ông ta dễ thương lắm, tối ngày thấy người ta tối tối hoài kỳ lắm.
Chắc xin mời anh Hoàng Đỗ à. Xin mời anh Hoàng Đỗ. Dạ. Em chào thầy ạ. Em chào Dạ. nhà. Trước hết là em xin gửi lời biết ơn đến thầy và những bạn đã cho em cái nhân duyên được biết đến cái khóa học này. Em thì cũng có biết đến khóa học được một thời gian rồi, nhưng hôm nay thì em mới có cơ hội để đăng ký khóa học. Thì hôm nay thì những cái bài học mà của thầy chia sẻ thì em thấy thì hoàn toàn nó đều có rất là giá trị đó. Bản thân em thì em thấy là từ trước ấy thì mình chưa có một cái nhận thức đúng về cái việc là về 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 mọi về về năm cái khía cạnh, ví dụ như là tài về về sự giàu có đó, cái sự giàu có. Và em thì trước thì em cũng không đặt nặng cái vấn đề về tiền bạc lắm đâu, và em cứ nghĩ rằng là mình sống hạnh phúc mọi cái là đủ. Chứ tuy nhiên là thực chất là hôm nay em học cái bài học này thì em thấy nó ngộ ra rất là nhiều về cái vấn đề là nó phải có yếu tố tài chính nữa. Chứ nó thiếu cái vấn đề tài chính thì thực sự thì nó cũng không thể mang Đúng, được nhưng mà có một số người họ lại tối ngày xây nhà trên nóc mà mình lại xây ở dưới nhưng cuối cùng không xây nóc nên mưa dạ nên là em đã ngộ ra, em thấy và dần dần em cũng đang thấy cái điều này. Và nên là khi mà có cái năm cái yếu tố này vào thì em nhìn thấy thực sự là nó rõ ràng hơn rất là nhiều, và mình bị mất mất cân bằng thầy ạ. Mình bị không có đây. Em thấy là nó do là cái việc là mình không nhận thức đúng về 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 nó đó, nên là khi mà có cái năm cái yếu tố này vào của thầy đưa ra năm cái cây này thì em hoàn toàn là em bảy không, cái này bảy ha, tổng cộng bảy, anh có à, hai cái trước đúng không? Ừ đây là bảy bảy sự giàu toàn diện dạ, đó, mình và gọi đặc biệt bảy cho nhớ, mình đừng nhớ năm luôn, anh nhớ bảy giùm em luôn, đặc bảy biệt và là toàn diện bảy bảy sự giàu toàn diện này thì đúng. em thì hôm trước thì đợt trước thì em cũng có được được nghe qua cái video của thầy. Em cũng nghe qua được một hai nhưng mà em cũng chưa nghe được đầy đủ thôi. Em nghe qua thì cũng nói bảy sự giàu toàn diện, nhưng mà hôm nay thì em học trực tiếp từ thầy Ừ, thì học trực tiếp thì nó thấm hơn chút. em có cái cảm nhận nó sâu sắc hơn đấy, tức là cảm nhận nó rất là nó thấm thía hơn. Và em cũng nghĩ rằng là cái với bản thân em thì em cảm nhận là những cái này thì mình cũng có ở trong đầu trước, mình chưa gọi được ra ấy, tức là mình chưa làm rõ nó ra được với thầy ạ. Đó, mình có thể mình hiểu một cách nó trước em cũng có cái hiểu là nó chỉ là chung chung thôi, chứ mình không nói được nên là ví dụ như là giàu trí tuệ hay là giàu tâm thái, giàu nhân cách, giàu phẩm chất, nó mình chưa làm rõ được được những cái yếu tố đó nó ra đó. Ừ, Thì mình chưa qua rõ khái niệm, mà ở trong chưa đây rõ ngôn khái niệm ngữ mình dùng là chưa rõ khái niệm về nó. dạ đó chưa rõ khái niệm ra thì hôm nay thì thầy làm rất là rõ những cái phần từng cái phần một như này, thì em cảm thấy là mình sẽ có cái hướng đi nó Mấy và ngày nữa mình làm sâu lắm, mình sẽ hiểu nó là cái gì cụ thể luôn. Cái tự nhiên cái đầu óc mình nó thích lắm, cái khi gõ rồi rõ ràng là cái nó thích lắm. và đặc biệt nữa là thầy ạ, em thấy là cái mà đây thầy đang cho em cơ hội để chia sẻ như này, tức là cái việc mà học trước đây thì em học học cái gì đó thì mình chưa có đúc kết lại là cái ngộ ra ấy, sau khi mà mình học được cái gì đó hoặc một bài học nào đó trong cuộc sống này hoặc học được ai đó thì mình không có cái phần là mình ngộ ra cái điều gì ạ, đó mình chia sẻ hoặc là mình bản thân mình ngộ ra cái điều gì. Thế nên là đấy em thấy cũng là cái cách học của em nó chưa đúng, và nó có thể là nó còn Anh mà chỉ cần nói một lần thôi não bộ nó kích lên hay lắm, nó kích não mà, cái này nguyên lý kích hoạt não mà. thì em cũng còn chắc là cũng còn rất là nhiều điều, nhưng mà đó thì em cũng chỉ chia sẻ buổi nay buổi đầu thì em cũng cảm thấy là thực sự là rất là vui và rất là hạnh phúc khi được thầy cho em chia sẻ. Và em cũng mong muốn rằng là khi trong quá trình học tiếp theo mà có những điều mà ngộ ra thì em cũng lại sẵn sàng để em Dạ, chia biết sẻ. ơn anh. Anh cứ ghi chép lại, thuận duyên chia sẻ. Đầu giờ lúc 6 giờ tới 7 giờ á là cơ hội vàng, cái cô Minh cổ sẽ hỗ trợ, có ai có điều gì tâm đắc nói nhiều. Còn vô 7 giờ tới 8, 8 giờ thì tới em, ai muốn chia sẻ bài học tâm đắc thì có thêm 2 tiếng đồng hồ để kích hoạt não.
mà cái người nghe hay lắm, cái người nghe hay càng nghe càng ngộ, nó thích gì đó, bài học tâm đắc ngộ ra nó ý nghĩa, càng nghe càng ngộ, sau đó bắt đầu thấm nhuần cái kiến thức, thì em ngày hôm sau tiếp tục lộ trình 21 ngày sướng lắm. Rồi anh có gì hay hay thuận duyên á, mấy mấy trong quá trình trong ngày á, cái mình lấy mình nói, trời nguyên lý ánh sáng này lấy nói cái một cái trong công ty đồ hay là người nhà nghe cái thích lắm á. Em ở đây cũng nói về cái nguyên lý ánh sáng, thầy ạ. Em có một cái mà em gặp phải mà thực sự là em về lý thuyết thì em cũng biết, tức là bởi vì nghe em cũng nghe, với lại lần trước em cũng nghe có qua được ở trên video của thầy ấy, thì về cái nguyên lý ánh sáng. Thế nhưng mà cái việc mà giữa cái việc mà em nghe biết và đôi khi trong cuộc sống, cái đời sống hàng ngày á, thì em làm thì đôi khi có những lúc mà mình, ví dụ như là với việc mới 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 mới, mới vợ chẳng hạn, và có những cái điều mà mình, tức là mình nhìn, cứ nhìn, tức là những cái hành động hay là có những cái thói quen nào đó mà của Anh vợ có mấy mạng, anh có mấy mạng game thì người ta quy định ba mạng đó, anh hiện tại có mấy mạng mấy mạng mạng á, em chưa nói mạng hiểu. sống đi cho nó đơn giản. Mấy mạng ạ? À, có mấy game thì quy định ba mạng, thường ba mạng là game over, còn anh có mấy? Em có một ạ. Một thì thôi đừng có cãi vợ, đừng thấy vợ có vấn đề. Anh nhiều mạng thì anh được quyền, nhưng mà em có mạng là nên mãi mãi vợ không có vấn đề nha. Đấy thì em lại cứ Thôi hay nhìn vào những cái em dặn anh vậy đó, còn những ngày tới học tập nó sẽ tự có, ánh sáng đưa vô là có, nhưng dặn trước, thứ nhất mình chỉ có một mạng thôi nên mãi mãi vợ không có vấn đề, được không? Còn nếu anh có nhiều mạng thì anh cứ giữ cái quan niệm đó tiếp. Còn chuyện ăn học tới đây thì nó cái cách khác, còn bây giờ có một mạng thì đừng có lăn tăn, tại vì sinh mạng của mình có mạng là quan trọng lắm, dành cho cái việc tạo giá trị xã hội này kia, chứ đừng để nó mất mạng. Được không? Biết ơn Dạ, em biết anh ơn tự thầy tắt ạ. mic giúp em. Dạ, em biết ơn cả nhà. Xin mời anh Thảo. Vâng, xin chào thầy ạ, chào cả lớp ạ. Biết ơn thầy đã cho phép chia sẻ, và biết ơn cả lớp đã lắng nghe để em chia sẻ một đôi điều. Thực ra ngay từ đầu khi mà vào bài học thì thầy vẽ chiếc thuyền, và khi mà thầy giải thích qua cái thì em đã ngộ được ra ngay rằng là cái vấn đề mà từ trước nay mình toàn đi ngược chiều, từ vấn đề gia đình cho đến công việc làm ăn, nên là mình toàn đi ngược, và toàn qua cái bài về cái áp dụng cái bóng tối và ánh sáng cũng vậy, là khi mà em thấy rằng là mình cứ cố để mình đi lấy cái bóng tối ra, thế thì bây giờ mình mới thấy rằng là mình cần phải đưa cái ánh sáng vào thì mới là đúng. Thế thì từ trước nay là vẫn cứ hay làm là toàn toàn làm ngược, có thể nên là nó rất là vất vả, làm nó ngược, nó vất vả lắm, mà cuối cùng kết quả là không đạt theo cái mong muốn của bản thân mình, mà ngay kể cả vấn đề gia đình, quan hệ gia đình, rồi giữa vợ chồng, rồi anh em, rồi thì mẹ con, nhiều cái vấn đề là mình toàn đi lấy bóng tối ra, nên là mình không giải quyết được vấn đề. Thế qua bài học hôm nay thì em ngộ ra được rằng là cái đó là mình phải, bây giờ mình phải đưa cái ánh sáng vào, và bản thân mình phải là một cái ánh sáng trước, để đưa cái ánh sáng vào để xóa đi những cái bóng tối, xóa đi những cái mà khúc mắc giữa trong những cái vấn đề quan hệ, mối quan hệ gia đình và cái mối quan hệ của trong công việc làm ăn kinh doanh, rồi cũng là một cái vấn đề mà từ trước nay mình không không ngộ ra được cái điều đó, và qua bài học hôm nay thì thấy rằng là rất là tâm đắc. Thế thì cũng rút ra được một số cái kinh nghiệm, cái bài học, thì thấy rằng là từ cái bài học về cái chiếc thuyền mình đi ngược dòng thì từ trước nay mình lại cũng đi ngược dòng, và cái bài về ánh sáng và bóng tối mình cũng lại đi lấy bóng tối ra nhưng mình lại không đi đưa ánh sáng vào. Cái đấy là cái mà phải nói là hôm nay Thích em quá à, ngộ liền cái thích dữ lắm luôn á, anh vâng, rất ra cái là đó thích tuyệt dữ vời. lắm á. Nhưng
Thế thì thấy rằng là một cái bài học mà thầy thì giải thích nó cũng rất đơn giản mà lại dễ hiểu. Thế thì qua đây thì trước hết là có thể là sau những cái bài học thì có thể chia sẻ dài hơn. Thế nhưng mà buổi đầu tiên thì cũng xin phép thầy và cả lớp cho gọi là em chia sẻ một đôi điều như vậy, và cũng trước hết là biết ơn thầy, biết ơn cả lớp đã lắng nghe, và biết ơn em Nguyễn Huy Mạnh là người đã giới thiệu, là đã gieo duyên để cho em biết đến lớp học. Thì hôm nay cũng là buổi đầu tiên vào học cùng với lại được tham gia cùng với tổ chức quýt và cùng với tất cả các cô chú anh chị em trong lớp học. Xin cảm ơn thầy, biết ơn thầy và tất cả mọi người trong lớp học. Biết ơn anh Tạo. Trời, ngộ ra cái này thích lắm á chứ. Thích lắm. Quá hay thầy ạ. Tại nó thích lắm. Em cũng dựa trên cái đó mà em bắt đầu em thay đổi. Em thay vì mình làm gì đó, mình tập trung làm giàu 7 cái lời toàn diện cho nó khỏe. Rồi. Rồi những ngày tới nó rõ hơn nghe anh. Ánh sáng đưa vô kiểu sao, kiểu nào nó rõ ra hết. Từng bước. Nó là một lộ trình. Ha. Những ngày này hưởng thụ học tập, hưởng thụ học tập nghe anh Tạo. Vâng, cảm ơn, biết ơn thầy ạ. Bây giờ ngành anh tắt mic giùm em anh Thảo. Xin mời Nhung Hoàng ạ. Dạ, em xin kính chào thầy ạ. Em xin kính chào cả nhà. Em xin phép tự giới thiệu, em tên là Hoàng Nhung ạ. Cái dung của em nó đảo ngược. Em đến từ Lào Cai và em năm nay 20 tuổi ạ. Em trân trọng biết ơn những kiến thức mà thầy đã chia sẻ. Và em cũng xin gửi lời biết ơn bạn là Thanh Tâm đã gửi cho em file ghi âm của thầy để gieo duyên cho em, để em biết đến lớp học của WIT. Và em cũng xin gửi lời trân trọng biết ơn đến bạn là Miranda Hà Thị Minh, mentor K04. Bạn Hà Thị Minh đã dìu dắt em trong quá trình em học tập cùng với WIT. Thì thực sự em rất là biết ơn thầy, biết ơn những kiến thức của thầy đã giúp em trong những giai đoạn đầu mà trước khi em bước vào lớp học của WIT. Thì em như là một con người đang đang đi lạc đường với thầy ạ. Đang đi lạc đường và như kiểu mà đang ở trong bóng tối luôn ấy. Thì khi mà học đến cái lớp của thầy, mà đặc biệt là cái nguyên lý ánh sáng của thầy, đúng là nó như một cái ánh sáng mà thắp sáng cho em để em bước đến con đường đúng. Tại vì là từ trước giờ thì như lúc nãy thầy vừa nói với lý vừa 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 nói trước đấy, nghĩa là không quan tâm đến tài chính, mà không xây nhà mà không xây nóc thì nó bị dột đấy. Thế nhưng mà em thì lại cái ngôi nhà là cái nền móng là cái quan trọng nhất, thì em lại không xây mà em lại đi xây móng, đi đi xây nóc thầy ạ. Em cũng đang làm ngược, và khi em làm ngược cái điều đó rồi thì các vấn nạn nó đến với em trong cuộc đời. Và khi các vấn nạn đến với em thì em lại tiếp tục đi ngược dòng nước, đi ngược nguyên lý, đó là mình cứ đi giải quyết vấn đề. Và thực sự là em rất là biết ơn phước báu của mình, làm sao mà em có được nhân duyên để gặp thầy, để gặp được cái nguyên lý ánh sáng của thầy. Thì khi nhận ra được cái sai của mình là mình đã đi ngược dòng á, và nhận ra được cái bài học của thầy, bài học về nguyên lý ánh sáng, thì em đã ứng dụng luôn vào cuộc sống. Đó là em dừng lại cái việc lấy bóng tối, nghĩa là dừng lại cái việc mà mình đi giải quyết vấn đề. Thì em lúc đấy em sẽ ứng dụng bằng cái việc đấy là mình làm giàu tâm thái của mình lên ạ. Đấy là mình an vui trong cuộc sống, bao dung, và em đã đưa cái trí tuệ vào làm giàu với trí tuệ. Đấy là hai cái mà em đã học ở trong cái K22 của thầy, em nhận và em ứng dụng được. Nghĩa là cái cấp bách nhất khi mà mình đang gặp các vấn nạn trong cái bốn cái vấn nạn của cái đời sống của mình đấy, thì cái cấp bách đầu tiên là mình phải đưa tâm thái, làm giàu tâm thái và làm giàu trí tuệ. Thì em đã ứng dụng cái bài học đấy của thầy từ khóa 22 đến giờ vào cái cuộc sống của em Ứng bây dụng thì thích quá rồi, nếu mà cấp giờ. bách gì đưa vô cái là nó tan dần liền liền. Dạ đúng thầy ạ, nên là em biết ơn thầy lắm lắm. Tại vì nếu như mà em không ứng dụng được cái nguyên lý ánh sáng của thầy thì em vẫn loanh quanh, vẫn cứ đi là lấy bóng tối ra. Và như thầy nói đấy, mình đã càng giải quyết vấn nạn thì vấn nạn là càng đến, mà đôi khi nó còn đến nhiều hơn ấy. Thế nhưng là rất may là em gặp được cái ánh sáng của thầy và em ứng dụng, thì từ đấy trở đi là em chỉ có tập trung vào học tập và chuyển cái tâm thái của mình, luôn luôn an vui và trân trọng biết ơn những gì mà mình đang có. Và em thực sự rất là biết ơn thầy. Hôm nay thì cái buổi học thứ nhất
thì thực sự là em cũng rất là xúc động, vì là những cái mà từ cái buổi học của K22 mà đã giúp em thay đổi được cuộc đời như bây giờ, em đã an vui hơn, hạnh phúc hơn, và em cũng đã ứng dụng cái khóa học của thầy, cái nguyên lý ánh sáng của thầy, để em có thể là chia sẻ cho mọi người, với những người nào mà có cái hoàn cảnh hoặc là có một cái cuộc sống mà nó đang gặp vấn nạn về như hôn nhân chẳng hạn, thì em cũng đã ứng dụng cái nguyên lý ánh sáng của thầy để em hỗ trợ người ta, để người ta cũng nhìn vào cái ánh sáng và đưa cái ánh sáng vào để cho cái cuộc sống hôn nhân của họ được gắn kết hơn. Thì em thấy em cũng rất vui là vì nhờ có cái trí thức của thầy mà em có thể giúp đỡ được những người khác, nên là em rất là biết ơn thầy đã cho em chia sẻ, biết ơn cả lớp đã lắng nghe em chia sẻ. Em xin dừng lại đây để nhường lời cho các mí khác ạ. Vâng ạ, em xin chân thành cảm ơn. Có hai cái thuật ngữ mà các anh chị học tập trong môi trường này á, thường dùng là họ giới thiệu mình có 20 tuổi thôi. Mình sanh năm nào thì sanh nhưng mà cũng có 20 tuổi thôi, thì nó sẽ có lý do riêng. Cái từ thứ hai là từ ní, thì Toàn xin phép các anh chị Toàn sẽ giải thích sau cho cộng đồng. Chúng ta có hay dùng hai cái từ đó thường xuyên á, có một số anh chị mới có thể chưa hiểu, thấy sao vô ai cũng 20 tuổi. Rất là biết ơn chị Nhung. Dạ Em thấy mình 20 tuổi thật đấy thầy ạ. mà đúng, mà 20 tuổi thật mà Vâng ạ. trẻ hóa lại hết à. dạ 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 em biết ơn chị. vâng. Dạ vâng ạ. Dạ. Chị tắt mic giúp em nghe, chị hạ tay giúp em luôn đi. Ừ. Xin mời anh Lê Vũ Thủy. Em mở micro cho anh rồi đó. Dạ, em cũng rất là biết ơn thầy đã cho em được phát biểu á, cũng xin gửi lời chào tới thầy và tất cả các anh chị đang học Zoom ở đây. Thì bài học tâm đắc ngộ ra hôm nay là em rất là tâm đắc câu nói của thầy à. Là thầy nói là ngọn nến có sáng cỡ nào cũng không chiếu được chân mình à. Thì xưa nay em cứ cố gắng là mình tự mình giải quyết các vấn đề của bản thân, nhưng mà khi mà em vào đây học tập và đặc biệt là nghe lời chia sẻ của các anh chị ấy, thì mình rất chạm, trong đó đôi khi là mình thấy ra được những cái vấn đề mà mình suy nghĩ mình chưa tìm ra cách giải quyết, thì đã qua các bài học của thầy và các chia sẻ của các anh chị thì mình đã thấy rồi ạ. Thì cho nên là em cũng rất là trân trọng biết ơn thầy và tất cả các anh chị. Nhờ vậy là em mới biết là xưa nay mình cứ lo giải quyết cái vấn đề của mình, nhưng mà mình cảm thấy là đôi khi mình có thể nhờ người khác chia sẻ giúp, hoặc là nhờ người khác giúp đỡ cũng được, chứ mình Đúng cứ rồi, nhiều khi giải á anh xử lý hoài không được, người ta lại cái đèn nhỏ xíu chưa soi vô chân mình thôi nó cũng sáng mình này. dạ. Nhiều khi À là chỉ có một bài học về cách ứng xử vợ chồng các anh chị chia sẻ, thì mình thấy cái việc ứng xử vợ chồng nó cũng nhẹ nhàng hơn, cho nên là em cảm thấy là rất là tâm đắc điều này. Xin cảm ơn thầy và các anh chị ạ. dạ lâu quá mới gặp lại anh. Biết ơn anh Quyết Thắng nè, nằm chia sẻ hay ngồi chia sẻ đây huynh? Anh Nguyễn Quyết Thắng, ông Nguyễn Quyết Thắng ơi, hình như ông mượn Zoom của ai hay gì á, ông ngồi ông nằm nè. Anh Thắng ơi, vậy mời chị Tâm ha, mời chị Nguyễn Tâm. Dạ. Dạ, à, dạ, à, xin chào thầy, chào ban tổ chức của Quyết, và chào tất cả các anh chị em có mặt trong buổi Zoom của Quyết ngày hôm nay ạ. À. Dạ, em là mới mới vào của cái khóa này, và em nhân mạch của em là em Bùi Thị Ngọc Định. Và giới thiệu em đến đây thì trước khi mà em biết đến chương trình này á, thì Định có gặp em và có một sự cố,
thì Định cảm thấy em có những cái vấn đề và cần phải vào chương trình này để học, để ngộ ra là cái vướng mắc của mình đang nằm ở đâu và để mình giải quyết. Và em nghe vậy thì em vào và em cũng là trân trọng biết ơn thầy cũng như biết ơn ban tổ chức và biết ơn em Ngọc Định đã cho em cái vào học cái chương trình này. Và em ngộ ra bài học tâm đắc của em là bài học về chiếc thuyền và nguyên lý ánh sáng. Thì em thấy đó giờ thì mình cũng rất là nỗ lực rất là nhiều, nhưng mà giống như là mình nỗ lực rất nhiều nhưng mà mình giống như là trong chiếc thuyền thầy đã giảng là giống như là mình giống như mình đi ngược dòng không ạ. Và chưa bao giờ mình biết cách để mình đi xuôi dòng. Và em cũng muốn vào lớp này để em hiểu và em ngộ ra để mình hạn chế và để mình bỏ đi những cái suy nghĩ mà giống như là mình đang ở trong giống như là trong chiếc thuyền này, mình đi ngược dòng vậy ạ. Và nãy giờ thì nghe thầy giảng về chiếc thuyền thì mình ngộ ra là mình rất là giống như là trong cái cuộc sống của mình á thì gặp rất là nhiều điều bất trắc nhưng mà mình giống như mình không giải quyết được. Và giống như chiếc thuyền vậy, mình đi cứ ngược dòng thì mình không đến đích và giống như là mình không giải quyết được đó. Và cái thứ hai là nguyên lý ánh sáng. Thì em thấy là cái nguyên lý cái phòng tối, và mình không biết cách làm sao để mình đưa đưa ánh sáng vào, mình chỉ biết là mình cứ lấy bóng tối đi thôi. Thì lấy bóng tối đi thì khi mà ánh sáng hết thì bóng tối lại lại xuất hiện. Và là em rất là quyết tâm để vào cái lớp này và cam kết là 21 ngày để mình chuyển hóa được cái nội tâm của mình, và mình để cho gia đình mình hạnh phúc hơn và để cho cái cuộc sống mình nó tốt hơn. Dạ, em xin biết ơn thầy, trân trọng biết Nếu ơn mà thầy cũng như ban tổ chức. mong muốn Dạ. đồng tình chuyển hóa thì nhất định được tiên chị. Dạ. Chúc chị hưởng thụ học tập trong những ngày tới đây. Dạ, dạ Biết em biết ơn ơn chị, biết ơn nhân mạch của chị đã giới thiệu chị vào đây. Dạ, dạ em biết ơn thầy nhiều ạ. Em gửi Dạ. tặng chị nè. Dạ. Một con Dạ. người á, một người mà leo từ chân núi mà leo lên đỉnh núi thì sẽ đơn giản nhất hơn leo từ vực thẳm. Dạ đúng rồi. Nên Dạ. á, chị đừng có cảm giác chị có bất kỳ vấn đề gì khi vô đây học tập hết. Dạ. Chị ngay tức khắc chị cảm giác là vô đây để mình làm giàu. Bảy cái Dạ. sự giàu toàn diện chứ không có vô đây giải quyết bất kỳ vấn đề nào. Thì trong tích tắc 21 buổi này chị học có kết quả liền. Dạ. Em dặn chị Dạ. ha, chị giúp đỡ em nè. Dạ. Một người leo từ cái chân núi là cái mặt bằng của chân núi á, Dạ. đi lên đỉnh núi sẽ đơn giản hơn rất nhiều leo từ vực thẳm. À, dạ. Nên khi cái tâm thái của mình vào đây học để giải quyết vấn đề cuộc đời của mình thì vào Dạ. đây càng học là cao lắm là lên tới mặt bằng. Nhưng chị chuyển dịch một cái tâm thái cuộc đời mình tới thời điểm này vậy đi, vô đây hướng đến giàu toàn diện thì tự khắc á chị sẽ có hướng đi khác liền ngay tức khắc. Dạ. Đừng có Dạ, vô đây em tìm hiểu kiếm rồi. giải quyết vấn đề mà vô Dạ. đây tìm kiếm ánh sáng của cuộc đời mình mà đi, được không? Dạ. Dạ được, dạ em hiểu Tưởng ạ. tượng nhớ nghe, từ mặt Dạ. bằng đi lên đỉnh núi và đồng bằng đi lên đỉnh núi nó sẽ khác hơn rất nhiều so với nỗ lực từ vực thẳm đi lên đỉnh núi. Dạ. Nên ai có Dạ. một trạng thái rất là thoải mái vui vẻ vào đây để tìm hướng đến ngày hôm nay chúng ta có khái niệm vào toàn diện rồi, hướng để làm sao mình vào toàn diện thì đi đúng hướng mà càng học quyết thì càng thấy hay. Dạ. Thì em dặn chị chút xíu vậy để những ngày tới chúng ta nó thống nhất với nhau về cái hướng của lộ trình. Còn Dạ. không em không có khả năng quăng dây xuống vực thẳm kéo chị lên đó. Mà thời gian vậy thì thời gian em dắt tay cái người từ đồng bằng đi lên đỉnh núi em sẽ nhẹ hơn, nên em chọn giải pháp dắt tay từ đồng bằng lên đỉnh núi, em không có chọn giải pháp xuống vực thẳm cứu người. Dạ. Chị hiểu ý này không? Dạ, em hiểu ạ.
Cái một trong những hướng đi cuộc đời của em đó là em dắt tay người từ đồng bằng lên đỉnh núi, còn em không có đi xuống vực thẳm cứu người, nên có thể người ta nói em không thấu hiểu hay không làm gì đó thì phải em chịu, chứ em không đi giải quyết vấn đề cho con người. Nên chị vào đây với một cái tâm thái nhờ em đồng hành cùng em dẫn chị lên đỉnh núi, và con đường em đi em có sẽ dẫn dắt chị đi để vượt thoát cái này, nhưng không yêu cầu em dắt tay từ cái vực thẳm, được không? Được Em ha. biết ơn thầy ạ. Anh chị hiểu ý Toàn vừa chia sẻ với chị Nguyễn Tâm không cả nhà? Cả nhà có hiểu ý Toàn vừa chia sẻ với chị Nguyễn Tâm không? Ai vô đây mong muốn tìm kiếm giải quyết vấn nạn á, thường cái đầu mình có ngày cứ lăn tăn ngay cái đó luôn, học cái này là giải quyết được vấn nạn nè, trong khi đó nhiều khi cái tri thức khác nó đã giải quyết vấn đề của mình hàng vạn lần rồi, nhưng mà mình không có chú tâm vô cái mình tối ngày ham giải quyết vấn đề đó không à, cái cuối cùng những tri thức khác nó lại xóa tan hết mà mình không biết. Em hiểu, à. Hiểu hàng, hiểu hàng. Nếu chị hiểu gì thì em biết ơn chị ngay nhân dịp bối cảnh của chị. Thôi em cũng chia sẻ cho cả nhà để cả nhà thấu hiểu cái này. Em biết ơn Được. thầy nhiều ạ. Biết ơn chị. Em xin tắt mic ạ. Chị tắt mic giúp em. Xin mời thiện nhân nha. Em chào thầy, em chào cả Dạ. nhà. Biết ơn thầy, biết ơn cả nhà đã cho em cơ hội được chia sẻ. Biết ơn nhân mặt của em là dì của em là Phan Thị Như Quý, là mentor K03. Em xin được chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra của em là ngày hôm nay là em rất là cảm động. Vì kiểu bình thường kiểu sống sống bình thường em cứ nghe kiểu ba mẹ với lại những người xung quanh thì cứ kêu là cứ hướng tới cái mình đi giải quyết vấn đề là em cảm thấy kiểu như là cứ ngày nào cũng cứ tập trung và giải quyết vấn đề thì cảm thấy rất là mệt mỏi. Xong rồi thì bây giờ ngày hôm nay thì được thầy chia sẻ được cái câu chuyện là con thuyền với là nguyên lý bóng bóng tối và ánh sáng thì em cảm thấy kiểu như là mình được như là khai sáng ấy thầy. Là kiểu như là cảm giác như là cuộc sống tới em thấy giống như kiểu tương lai của mình sau này sẽ nhẹ nhàng hơn khi áp dụng cái nguyên lý mà đi thuận dòng dòng nước á. Với lại em cũng tâm đắc cái câu nói của thầy là học một lần là chuyển chuyển hóa trọn đời và ứng dụng trọn đời thầy. Em cảm thấy kiểu như là môi trường này rất là môi trường mà em đang kiểu tìm kiếm bấy lâu nay mà kiếm mấy lần này mà em với là kiểu như là vì từ nhỏ là em cứ 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 nghe mọi người nói là cứ sau này thì mình cứ học thật giỏi và sau này thì đi kiếm tiền và có cuộc sống tốt hơn thì em cứ nghĩ là tiền có tiền là rất là có tất cả nhưng mà bây giờ em học là thầy thì học được cái bài học là ngôi nhà quýt đó thì nếu mà mình đi tập trung chỉ là kiếm tiền không á thì không khác gì là kiểu mình xây nhà trên nóc á nên là kiểu biết được kiến thức tự quý là em thấy là rất là biết ơn ạ. Em chia À, sẻ mình tới đây đủ cái nhận thức mà, có nhiều người tập trung kiếm tiền xong rồi tới nửa cuộc đời cũng đâu có hạnh phúc gì đâu, mình hiểu mà. À, mình biết thì bây giờ nó tri thức ra thì nó hiểu rồi à. Nên tuổi vật lý năm nay em sinh năm bao nhiêu tuổi rồi, em sinh năm mấy nhân? Em 2003 thì năm nay em còn 2003 ha. 2003 là năm nay 20 tuổi đúng luôn rồi. 20 tuổi đúng luôn. Ôi là trời, phơi phới luôn rồi, mãi mãi tuổi 20 luôn rồi cưng ơi. Trời ơi, đã thiệt chứ. Có đá bóng giỏi nữa hả? Hả? Sao thấy có nói đá bóng giỏi lại còn học giỏi nữa nè, là sao? Không em kiểu bình Nhìn thường chắc giống em, giống văn hậu em vậy.
À, em xin phép kết thúc À, em đáp chia hết sẻ đi của em. cưng, em đáp tính Dạ em dạ. đi. Biết Biết ơn ơn thầy cưng. ạ. Tuổi 20, tuổi trẻ 20. Thích quá. Xin mời mời Hoài Hương. Dạ, em chào thầy, em chào cả nhà. Em biết ơn thầy đã gọi tên em ạ. Em là đây là lần đầu tiên em học một cách nghiêm túc. Em đặt cái mục tiêu là học nghiêm túc ra thì em thấy là em nhận được rất nhiều giá trị ở đây. Trước em nó học không không có được toàn tâm do một số cái lý do, cho nên em thấy cũng hai như lần em thấy từ đầu nó cứ quá hay luôn á thầy. Mà em thấy có những điều mà mình biết hết rồi mà qua cái thầy nói xong tự nhiên nó lại vỡ ra, nó gọi là ngộ ra hả thầy. Chứ em thấy có những điều rất là đơn giản mà đang tự nhiên mình cứ bị mắc kẹt á. Thì em cũng học được cũng một số điều, nhiều cái, nhưng mà em cứ thấy rất là nặng nề. Cái tự nhiên nghe thầy nói xong em quyết định là em thích nhất là câu nói là mình kiểu mình được phép đặt cho mình giá trị của mình đó thầy. Và Mình quyết định từ giờ trở đi, mình quyết định là giá trị con người mình chứ không phải để người ta định đo định nữa. tự mình quyết định giá trị của mình Tự và mình em quyết định giá trị. và tin thầy luôn. Em tin là trong khóa 21 ở đây xong là em sẽ được phi thực chất không? Em và em cho mình cái giá trị mà mình xứng đáng, không để mọi người khẳng định giá trị của mình nữa. À, Em không thích được cái để người bài học ta, tại cha mẹ mình nuôi dưỡng mình tới thời điểm này, cái ra ngoài đường ngoài xá cái ai cũng quyết định giá trị mình được, chân thấy nó lãng quá. đơn thiền. Dạ đúng rồi, nó thấy vất Nó vả kỳ thiệt chứ, tự nhiên cái ai muốn quyết định sao quyết định à, đâu lắm. được, không cho phép cái điều đó. Mình sẽ Dạ. tự quyết định giá trị con người mình thông qua việc mình làm giàu phi vật chất ha. Tại vì câu nói đó sau em thấy rất là mạnh mẽ thầy. Em thấy em tự yêu cái yêu bản thân mình, bởi vì em không dễ dàng sắp xếp được. Em có những cái việc con nhỏ rồi đó thầy, mà em tự nhiên thấy là mình yêu mình vì mình dám quyết định và bỏ hết quãng thời gian học như thế này nghiêm túc chút á, Hiện thì bao tự nhiêu nhiên nó con? dạ em biết hơn thầy, em mới ba đứa mà thầy non mà em mới ba đứa. Biết em chuẩn bị có 5 đứa con nữa hả? Dạ hôm qua em có học cái lớp mà quảng bá thầy. À, Em thực ra em không có nói là em khó khăn, nhưng mà em có những cái rào cản và tự nhiên khi thầy dạ, nói là học lớp hầu này như luôn được ai cái cũng, nếu mà không có cái nhận thức sâu sắc về cái khía cạnh đó thì hầu như một đứa cũng vướng mắc, một con cũng vướng mắc, chứ không phải là ba con hay bao nhiêu con. cản. Tự nhiên thấy mà thầy em mang thầy rất nhiều lựa chọn, cái niềm tin là em làm được cái thầy. Em cũng được có những cái giá trị và trí tuệ của thầy. Em biết là thầy rất là nhiều, em rất cái bạc công thiền của thầy nhé. Em kêu từ bây giờ em quyết định là mình phải đi thuận dòng thì thực sự nhẹ nhàng, chứ mắc gì mà đi ngược dòng rồi cứ cứ thấy thả quá không có thầy. Nhưng mà thấy vậy thôi chứ tuổi trẻ một số bạn không hiểu, nên cuối cùng bơi thiệt cho nó mạnh ngược dòng để thể hiện sức mạnh đó, cuối cùng qua thời gian mệt quá buông. Dạ, mà hình như ngoài kia cùng trước thầy, ví dụ như có lúc em cũng mệt, em có than với chồng, cũng kêu cuộc đời mà có sóng gió với cuộc đời, rồi phải là đi lên ngược dốc mới là đi thuận. Mà em cứ nghĩ trong lòng tôi, tại sao phải đi ngược dốc, tại sao khách nào đó em cũng trong lòng tại sao khách nào đó đi thuận dòng mà phải đi ngược dòng như thế hàng, chẳng là con người sinh ra phải đấu tranh như thế hàng. Em cứ lăn tăn biết thầy, thì nghe nói xong em kêu đúng rồi, giờ mình chỉ biết cách thôi. Và em may mắn có thầy chỉ đường, em tin là em sẽ đi thuận dòng nhẹ nhàng nhất, giúp mọi người xung quanh cũng thuận dòng đó thầy. Thì em nói đó, nhiệm vụ của em trong lộ trình này là em sẽ vật chất hóa phi vật chất, còn nhiệm vụ của chị là phi vật chất hóa bản thân mình. À, chị chỉ nhận nhiệm vụ đó làm cho bằng được thôi, Em còn biết em ơn sẽ thầy. nỗ lực nhất có thể để phi vật chất hóa các phi vật chất, để nó gõ mồn một trong tâm trí, rồi sau đó chị muốn sở hữu thì chị lấy. Dạ, em biết ơn thầy. À, vậy thôi, chứ vai trò của mỗi người khác nhau, em không có thể làm thay cái việc phi vật chất hóa bản thân cho mỗi người, nhưng em làm được vai trò vật chất hóa phi vật chất để cả nhà có thể nhìn nó được ha. Biết ơn chị tắt mic giúp em ha. Xin mời Hương Đặng ạ. Dạ. Em mới mở chị cái chị tắt á, em mở lại Dạ nha. vâng ạ. Thầy ơi, em nói thầy nghe rõ không? Nghe rõ Em hạnh chị. phúc lắm ạ, em hạnh phúc lắm ạ. Em đặt ý là hôm nay em sẽ được thầy Toàn gọi ạ. Hạnh phúc vô cùng ạ. Chào À, chị. em năm nay thì 48 tuổi, nhưng mà vào đây thì em học lần đầu tiên.
nhưng mà em là 22, 20 tuổi ạ. Em chưa Thật hiểu ý nghĩa nhưng mà lần em đầu cũng biết tiên em chưa là hiểu 20 ý tuổi. nghĩa mà cũng muốn 20 tuổi luôn hả? Dạ vâng ạ. Tại vì em cũng Dạ. nghe bản ghi âm K24 của thầy. Em nghe rất kỹ ạ. Em nghe đang lần thứ hai nữa rồi ạ. Và em cũng ghi chép đầy đủ. Và trong đó thì em nhận ra là em có hình ảnh mentor 5. Em sẽ lấy những cái kiến thức quý báu này em đi chia sẻ cho mọi người. Và đầu tiên là em học được rất nhiều, vô cùng nhiều ạ. Em học cũng rất là nhiều lớp. Cũng chia sẻ với thầy là cũng đọc rất nhiều sách. Nhưng mà trời ơi, vào đây sao nó dễ ợt à. Trời ơi, không biết nói như nào. Và em thấy em là xây nhà trên lóc ạ. Cứ sập lên sập xuống ạ. Và cái móng của em em nhận ra em đi luôn luôn ngược dòng ạ. Em chỉ nhìn thấy lúc nào mình cũng tự hào là mình lo cho mọi người. Nhưng mà hóa ra đó là mình cứ vào cái phòng tối xong mình cho ánh sáng vào rồi ánh sáng lại mất điện ạ. Và lén lại tắt ạ. Và hôm nay em biết được cái nguyên lý và được gặp thầy, cái năng lượng trong con người em cảm thấy rất là hạnh phúc ạ. Em rất là happy ạ. Và em nhìn thấy hình ảnh của em ở Mentor Chị 5 đẹp này. quá Xin mà, mình thầy thấy và chị đẹp lắm. xin thầy và cả Zoom giữ cho em cái hình ảnh của em vào Mentor 5 ạ. Em sẽ quyết tâm em làm những cái việc đưa cái ánh sáng em vào đây để em giàu bảy cái nhân cách là trí tuệ, tâm thái, phẩm chất, nhân cách, năng lực, thể chất, vật chất ạ. Dạ em biết ơn thầy lắm ạ. Em biết ơn cái tri thức quý báu của thầy ạ. Em cảm ơn thầy và em cảm ơn cả phòng Zoom ạ. Em hạnh Biết phúc ơn quá, chị. em đặt ý là tí em sẽ được gọi, mà đúng là em được gọi thật ạ, tuyệt vời lắm ạ. Em áp dụng luôn đấy ạ. Biết ơn thầy ạ. Dạ. Biết ơn chị. Chị tắt mic giùm em với hạ tay giùm em ha. Xin mời chị Sim. Dạ vâng, lời đầu tiên trong em gửi lời biết ơn thầy, ban tổ chức cũng như là tất cả các anh chị em học viên trong lớp ạ. Em Em nghe hơi nhỏ, chắc mọi người không nghe rõ chị đó. Chị có dạ thể em thay đổi cách nói chút xíu giúp em. biết ơn thầy và biết ơn ban tổ chức cũng như là biết ơn tất cả anh chị em học viên lắng nghe em chia sẻ. Em biết ơn nhân Dạ. mạch của em là em Vương Văn Kinh đã giới thiệu đến tổ chức ạ, biết đến lớp học ạ. Em vô cùng may mắn là cũng cũng được học qua cái khóa K24 mà em mới nghe đến video 18 thôi, nhưng mà hôm cách đây mấy hôm là có bảo là có khóa mới nên em đăng ký em học luôn. Hôm nay em học rất là nhiều cái bài học mà em tâm đắc ra, như là cái bài học thầy chia sẻ về cái con thuyền ngược dòng với xuôi dòng đấy, thì mình sửa thuận theo cái dòng nước thì sẽ rất là tốt. Và đến cái bảy sự giàu toàn diện này này thì đầu tiên là vật chất, xong thầy thầy bảo nếu mà vật chất mà không có thể chất thì không có sức khỏe, nghĩa là mình hình dung quá trình mà quãng đời của cuộc đời mình trải qua cũng vậy, nếu mà mình có vật chất rồi nhưng mà mình lại không có sức khỏe thì mình cũng không giữ được, xong rồi đến là có sức khỏe rồi nhưng mà lại không có năng lực thì cũng không có thể giữ được mãi, và đến cái phẩm chất nữa rồi đến cái nhân cách nữa. Thì em nhớ cái câu mà khi mà có tiền đến cái hình mà thầy vẽ tiền với lại bốn bốn cái góc nhà nó liên quan nhau, từ nội tâm liên quan đến mối quan hệ, từ nội tâm liên quan đến sức khỏe, xong từ nội tâm tâm liên quan đến tài chính nhá. Thì cái em nhớ là có tiền á là sang Hawaii khóc cũng vẫn sướng đấy. Thì cái hình ảnh nó sẽ ghi vào đầu là, nhưng mà mình không, khi mà mình không vui vui khỏe có tiền rồi nhìn như vậy, nhưng mà khi mà gia đình mà có người không khỏe nữa thì mình cũng không có vui vẻ sung sướng gì mà bảo đi chơi hay là đi du lịch hay là làm những cái việc khác cả. Và khi mà em nhìn vào cái nội tâm này này, là lúc thầy chia sẻ là em ngẫm lại cái cuộc sống của em, là cái nội tâm của mình bất ổn á thì mình có thể là như nói là phụ nữ là hay đi mua sắm á, mua sắm mua những cái thứ đồ mà mình mua về nhưng mà mình chưa dùng bao giờ luôn, thực sự có những cái món đồ mà mình mua mà mình chưa dùng luôn, hoặc là mình đầu tư á, nhưng mà nghe cái đầu tư cái lúc đấy thì nó không được sáng suốt á, thành ra là những cái lựa chọn của mình nó chưa được tốt, thành ra là cứ phải bảo là nếu mà gặp cái vấn nạn á, một cái nhỏ mà mình không giải quyết được thì nó to hơn mình không giải quyết được nó to hơn nữa, thì cứ như thế thì cái vòng luẩn quẩn nó cứ kéo dài á. Khi nào mà phải cho một cái giống như bảo cái vấn nạn nó lớn hẳn ấy thì mình mới ngộ ra nữa, thì
thì mình mới mới mới, mới quay đầu giống như bảo đi học hỏi hay là đi đi làm lại mới đấy. Thì em thấy đến đây tri thức vô cùng tuyệt vời luôn ạ. Em vô cùng biết ơn là những cái kiến thức rất là tuyệt vời để em đặt ý là học vào cái khóa này, học để đặt ý vào mentor năm, học đầy đủ từ đầu đến cuối xong đó rồi mới thi vào mentor năm sau ạ. Dạ em biết ơn thầy và thầy Dạ đã biết ơn chị, thích quá mà. À chị Thoan ơi, em có ra làng Hạnh Phúc ở ngoài Thái Nguyên rồi, hôm trước có, ngày xưa em có lớp học ở đó mà chị Thoan, chắc chị nhớ em đó. Có lớp học lúc đó chị Minh nhờ em về giao lưu tại làng Hạnh Phúc với chị Kim Sơn, em về đó giao lưu. Nên chị hỏi em sao thấy nè. Dạ chắc em bye bye cả nhà ha. 10 giờ à, đúng 10 giờ. Ngày mai các anh chị có mong muốn giao lưu, chúng ta giơ tay, ngày mai chúng ta giao lưu tiếp à. Nên là chúng ta mai chúng ta sẽ giao lưu. Toàn xin mở micro lên cái chúng ta chào nhau một chút, cái chúng ta bye bye nhau.